Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 44. Cậu ta không tin Liên Hoa sẽ thay lòng đổi dạ, cậu ta càng không tin loại chuyện này lại xảy ra với mình. Lý Liên Hoa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Mục Tiểu Lộ với đôi mắt tràn đầy phức tạp. Tiểu Lộ, anh nên đi đi, chúng ta không hợp nhau, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Ánh mắt Lý Liên Hoa tràn đầy vẻ đau buồn, cô ta không thể buông bỏ cuộc sống hiện tại. Cô ta không thể rời khỏi Lâm Hiểu Quốc, mọi thứ thuộc về cô ta trước kia đã biết mất không còn tăm tích rồi. Cô ta không muốn lên núi hái thuốc nữa, cô ta không muốn giặt giũ nấu cơm nữa, cô ta chỉ muốn làm vợ nhà giàu, cô ta chỉ muốn sống cuộc sống mà mình mong muốn. Cô ta là công chúa Bạch Tuyết, là cô nàng lọ lem của Lâm Hiểu Quốc, tất cả những điều này quá tốt đẹp, cô ta không nỡ từ bỏ. Liên Hoa, em nói gì? Mục Tiểu Lộ không dám tin vào tai mình. Nhưng điều cậu ta sợ nhất cuối cùng vẫn đến, Liên Hoa đã phá tan giấc ước của cậu ta, khiến cậu ta bỗng chốc cảm thấy bản thân như bị hút mất linh hồn, chỉ còn lại một thân xác thịt. Bà thông gia này, chuyện này là thế nào? Sao Liên Hoa nhà các người lại ở cùng với người khác? Bà đừng nói với tôi là bà không biết, Liên Hoa và Tiểu Lộ nhà tôi đã yêu nhau 2 năm rồi, lẽ nào bà không biết? Lúc này lại có một người xen vào, bà phải giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Sắc mặt Dương Quế Hoa cũng cực kỳ khó coi, con trai mình bị người ta cắm sừng, trong lòng người làm mẹ như bà ta sao dễ chịu được. Đều là hàng xóm láng giềng, bọn họ không thể ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Dương Quế Hoa tức giận nhìn Vương Ngọc Phân, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ cực kỳ mất mặt. Lẽ nào 2 năm nay, tình cảm của em đối với anh đều là giả sao? Liên Hoa, em phải nói cho anh biết. Mục Tiểu Lộ tiến lên một bước, nắm lấy tay Lý Liên Hoa, ánh mắt của Lý Liên Hoa hoảng loạn bối rối, vô thức lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Con mẹ mày! Lâm Hiểu Quốc dáng người to lớn, đứng trên bậc thang, đá Mục Tiểu Lộ bay xuống đất. Cậu còn lên mặt à? Cậu tuổi gì mà đòi sờ tay Liên Hoa? Cậu xem lại bản thân mình đi, nếu Liên Hoa đi theo cậu thì chẳng phải sẽ chịu ấm ức à? Lâm Hiểu Quốc khịt mũi trừng mắt nhìn Mục Tiểu Lộ. Mục Tiểu Lộ nhìn Lý Liên Hoa với ánh mắt ấm ức, thế nhưng người ta hoàn toàn không nhìn cậu ta. Tôi và Liên Hoa yêu nhau thật lòng, cậu không thể chia cắt chúng tôi đâu. Mục Tiểu Lộ nghiến răng nghiến lợi nói. Thật lòng cái rắm. Lâm Hiểu Quốc đá Mục Tiểu Lộ liên tiếp 2 phát, Mục Tiểu Lộ bị đá đến thâm tím mặt mũi, cả người toàn vết thương. Anh không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn, Tiểu Lộ, cuộc sống bây giờ của em đều là cơm dâng tận miệng, không lo nghĩ gì. Anh và anh Hiểu Quốc hoàn toàn không cùng đẳng cấp, so với anh ấy, anh quá yếu ớt. Anh có thể mua cho em quần áo đẹp không? Anh có thể đưa em đi du lịch thế giới không? Anh có thể dẫn em đi ăn những món ngon trên khắp thế giới không? Anh Hiểu Quốc có thể, em muốn đi đâu thì đi đó, anh Hiểu Quốc chính là Bạch Mã Hoàng tử trong lòng em. Lý Liên Hoa long trọng nói, trong mắt toàn là từ chối. Anh chỉ biết hái thuốc, hơn nữa còn phải đi theo bố anh. Nếu không có bố anh thì anh thậm chí còn hái không tốt, chỉ biết đòi tiền mẹ, không biết tự mình kiếm tiền, anh từng đến khách sạn lớn trong thành phố chưa? Anh được ăn đồ Tây chưa? Anh từng đi xem phim chưa? Từng ăn KFC chưa? Anh không biết những thứ đó, cũng chưa bao giờ được làm, nhưng em đã được rồi, anh Hiểu Quốc mới là người đàn ông của đời em, anh chỉ là một kẻ bỏ đi thôi, trong thôn chúng ta, ai ai đều mạnh mẽ hơn anh có thể so được với ai chứ? Nếu không có chị anh thì anh nghĩ em sẽ thích anh chắc. Nhưng bây giờ em không muốn nữa, anh Hiểu Quốc đã cho em tất cả, anh ấy sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Còn anh mãi mãi không thể, kiếp này không thể, kiếp sau cũng không thể, đừng làm phiền em nữa. Tiểu Lộ, anh hãy soi lại chính mình đi, anh thậm chí còn không thể nuôi sống bản thân mình. Chứ đừng nói đến em, anh chỉ giống như một con chuột túi, không có mẹ anh, thì anh còn sống được nữa không? Từng chữ của Lý Liên Hoa như từng tiếng pháo nổ đánh vào đầu Mục Tiểu Lộ, khiến cậu ta chết sững tại chỗ, Mục Tiểu Lộ không biết bản thân nên làm thế nào. Liên Hoa từ một cô gái ngây thơ giản dị đã biến thành một cô gái ham vật chất, cô ta hiện giờ đã không còn là tờ giấy trắng nữa rồi, sau khi chiêm ngưỡng những thứ khiến cô ta động lòng, cô ta đã sớm không thể quay về cuộc sống thôn quê nữa. Nhưng em từng nói với anh, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp mà. Lẽ nào em đã quên những lời thề hẹn đó rồi? Lẽ nào tình cảm 2 năm của chúng ta không bằng nửa tháng kia với anh ta sao? Liên Hoa,
Chắc chắn em đã bị anh ta mê hoặc rồi, em nói cho anh biết, có phải anh ta đang uy hiếp em không, em còn yêu anh đúng không Liên Hoa? Chắc chắn em không dám nói, em sợ đúng không? Cuộc sống ở thành phố có tốt cũng không bằng cuộc sống giản dị của chúng ta. Anh đã nghĩ kỹ rồi, chị anh sẽ có 500.000 tiền sính lễ, đến lúc đó đều là của chúng ta, muốn đi đâu thì đi, mua trâu mua dê, chúng ta chính là người giàu có nhất thôn. Liên Hoa, em mau quay về đi, anh biết trong lòng em vẫn còn có anh mà, chắc chắn em sẽ không quên anh đâu, đúng không? Mục Tiểu Lộ như phát điên bò về phía Lý Liên Hoa, trên mặt Liên Hoa đầy vẻ chán ghét đá Mục Tiểu Lộ ra. Mục Tiểu Lộ, anh đừng không biết xấu hổ nữa, chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng xán vào nữa, bạn trai em còn ở đây đấy. Lý Liên Hoa nói, cô ta còn có chút cảm giác với Mục Tiểu Lộ, nhưng đó là chuyện trước kia, sau khi nghiệm qua lụa là gấm vóc, ai còn muốn quay về với cuộc sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nữa chứ. Trừ khi kẻ đó bị ngu. Liên Hoa này, tôi thật sự không ngờ, cô lại trở thành một người thực dụng như vậy, Tiểu Lộ nhà chúng tôi có lỗi với cô chỗ nào. Mà cô lại đối xử với nó như vậy, cô thật tàn nhẫn, Vương Ngọc Phân, đây là con gái bà nói đi, các người thật là ức hiếp người quá đáng. Dương Quế Hoa trầm giọng nói, sắc mặt tái nhợt, vốn dĩ hôm nay đến đây để bàn chuyện cưới xin với nhà bọn họ, nhưng không ngờ lại bị sỉ nhục, thật là mất mặt. Chẳng lẽ không có Lý Liên Hoa thì chúng ta không sống nổi chắc? Con trai, chúng ta có tiền thì sợ gì, vợ ở đâu chẳng có. Mấy ngày trước thím Hoàng thôn bên cạnh còn giới thiệu cho mẹ vài cô này, nhưng mẹ chưa đồng ý. Con một lòng một dạ với Lý Liên Hoa, nhưng người ta căn bản không thèm để ý đến con, chúng tôi không ở lại đây để mất mặt thêm nữa. Vương Ngọc Phân trả tiền lại cho chúng tôi đi, nếu chuyện cưới xin đã không thành thì bỏ đi, sau này chúng ta nước sống không phạm nước giếng, không liên quan đến nhau nữa. Trong lòng Dương Quế Hoa cảm thấy xót xa, nhưng con trai bà ta quá không có chính khí. Bị người ta đánh còn quỳ xuống đó khổ sở cầu xin, bà ta thật sự không thể nhìn nổi nữa. Chuyện này tôi không lo được, bà nên hỏi con trai bà đã làm chuyện tốt lành gì đi, hừ hừ. Muốn đòi tiền, không có cửa đâu, bà còn phải trả chúng tôi 500.000 đó. Vương Ngọc Phân nói, trong mắt có chút gian xảo. Con trai của trưởng thôn Chu Đại Sướng đã nói với bọn họ, muốn dạy cho nhà họ Mộc một bài học, bọn họ sẽ ăn miếng trả miếng. Trừng trị lại bọn họ theo cách của bọn họ. Có trưởng thôn ủng hộ thì còn gì để nói nữa chứ. Vương Ngọc Phân, bà có biết xấu hổ không vậy? Con gái bà không lấy con trai tôi thì thôi, còn muốn nuốt hết tiền sính lễ của tôi. Dương Quế Hoa tức giận mắng chửi. Không phải chiếm đoạt tiền sính lễ của bà tự hỏi con trai của bà là biết, cậu ta đã làm chuyện xấu hổ gì với con gái tôi. Nếu không nửa tháng này sao con gái tôi luôn ở bên ngoài suốt chứ? Còn không phải là vì con trai bà cưỡng bức con gái tôi, chiếm lấy lần đầu tiên của con gái tôi, đó là cưỡng hiếp con gái nhà lành. Nhà họ Mộc các người có còn có tính người không vậy? Lẽ nào không đợi được mấy ngày nữa à? Con gái tôi sớm muộn gì cũng thuộc về con trai bà, nhưng con trai bà xâm hại nó ở ngay vườn ngô sau vườn nhà bà. Con gái tôi đã nhiều lần muốn tự tử, nhưng may mà tôi đã ngăn cản được, vì thế mới lên thành phố giải tỏa, gặp được Hiểu Quốc, con người Hiểu Quốc tốt như vậy. Con gái tôi cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi đã nhiều lần muốn gọi cảnh sát đến bắt con trai bà đưa ra vành móng ngựa, nhưng con gái ngốc của tôi không chịu để tôi đi. Nó nói dù sao giữa hai người cũng từng có tình cảm. Nếu Tống Tiểu Lộ vào tù thì đời này của cậu ta coi như chấm dứt. Nó không muốn làm như vậy, còn muốn để cho con trai bà một con đường lui. Nhà các người không báo đáp ân tình thì thôi lại còn muốn đòi lại tiền sính lễ. Lương tâm của nhà các người bị chó tha rồi à? Vốn dĩ, tôi không định gây chuyện với nhà các người, nhưng hiện giờ các người đã tìm đến cửa, vậy chúng ta sẽ nói cho rõ ràng, nếu không đưa 500.000 ra đây thì chuyện này không xong đâu, con trai bà nhất định sẽ phải vào tù. Chúng ta là hàng xóm láng giềng, tôi cũng không muốn phải xé mặt nhau, nhưng các người cứ không biết tốt xấu, hiện giờ 100.000 sính lễ đã không đủ nữa, không có 500.000 thì không xong đâu. Vương Ngọc Phân chống eo nói, khuôn mặt tức giận như sắp phun ra lửa. Chuyện này là thế nào? Tiểu Lộ, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Con nói đi. Trong lòng Dương Quế Hoa vô cùng thấp thỏm, quay sang nhìn con trai. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, tôi không muốn gặp anh nữa. Tiểu Lộ, anh cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, hức hức. Lý Liên Hoa vừa khóc vừa nói, dáng vẻ khóc lóc trông vô cùng tội nghiệp.
Không được, tuyệt đối không được. Con gái tôi lương thiện những tôi thì không, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái tôi. Dương Quế Hoa, nếu con gái bà bị người khác cưỡng hiếp thì bà sẽ làm gì? Hai mẹ con kẻ đàn người hát, Mục Tiểu Lộ đã chết lặng, bọn họ đã lừa anh vào chồng rồi, không ngờ người phụ nữ đê tiện này lại muốn vu cáo hãm hại cậu ta. Mẹ, con không có, mẹ đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Sao con có thể hiếp dâm Liên Hoa được chứ? Hơn nữa, Liên Hoa cũng sắp trở thành vợ của con cần gì phải gấp gáp chứ? Bọn họ đang hãm hại con thật sự không làm vậy. Mục Tiểu Lộ luống cuống nói, giọng điệu nức nở, cậu ta cảm thấy cả thế giới đáng muốn quay lưng lại với mình. Không làm, chẳng lẽ Liên Hoa lại lấy trong sạch của bản thân ra để đùa giỡn à? Nếu tôi không hiếp dâm con gái nhà người ta, tôi chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận, đây là chuyện phải đi tù đó. Vốn dĩ Liên Hoa đã không định truy cứu chuyện này, nhưng cậu lại không biết tốt xấu, không có 500.000 tệ thì đừng hòng rời đi, chúng ta giờ đến nhà trưởng thôn để lý luận. Lâm Hiểu Quốc cười khinh bỉ nói. Mẹ tin con không, con chưa từng hiếp dâm Liên Hoa, bọn họ đang muốn vụ oan giáng họa cho con. Mục Tiểu Lộ hoảng loạn, trong lòng đã tràn đầy tức giận. Tôi cho anh hai con đường, một là giờ đi lấy tiền, hai là đến tìm trưởng thôn, sau đó sẽ đưa cậu đến viện kiểm soát thành phố. Tội hiếp dâm phụ nữ có thể bị kết án 15 năm tù, đợi cậu ra ngoài thì đã hơn 30 tuổi rồi, hừ hừ, lúc đó có lẽ bố mẹ cậu đã chết rồi. Lâm Hiểu Quốc lạnh lùng, khinh thường nói. Mẹ, phải làm thế nào đây, con không có làm mà. Chắc chắn các người đang hãm hại con trai tôi sẽ không làm những chuyện xấu hổ như vậy. Dương Quế Hoa cũng vô cùng lo lắng, hiện giờ bà ta cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Lý Liên Hoa một mực kết tội con trai bà ta, vậy chắc chắn sẽ không buông tha, bọn họ rời khỏi nơi này rồi nói tiếp, chuyện xính lễ cứ từ từ đã. Hãm hại con trai bà, lẽ nào tôi lấy chuyện trong sạch của mình ra làm trò đùa để bị người chỉ trỏ à, các người còn có lương tâm không, Mục Tiểu Lộ, tôi hận anh. Lý Liên Hoa ôm lấy vai Lâm Hiểu Quốc khóc lóc không ngừng. Đi, chúng ta về nhà rồi nói, đi tìm chị gái con. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Quế Hoa biết hiện giờ bọn họ hết đường chối cãi, chỉ có Mộc Tâm Lan mới giải quyết được, bọn họ không học hành nhiều, nên không biết làm thế nào. Muốn đi, ha ha ha, hình như không được đâu, không có 500.000 thì đừng hòng đi đâu cả. Bà già kia, bà có thể đi, nhưng cậu ta không thể, không giữ lại con tin, nhỡ đâu cậu ta chạy mất thì làm thế nào. Tôi biết đi đâu tìm người chứ. Lâm Hiểu Quốc một tay túm chặt lấy Mục Tiểu Lộ, Mục Tiểu Lộ căn bản không thể nhúc nhích. Cậu bỏ con trai tôi ra. Dương Quế Hoa xông lên, nhưng bị Lâm Hiểu Quốc đá ra, ngã sấp mặt xuống đất, cực kỳ đau đớn. Mẹ, anh dám đánh mẹ tôi. Mục Tiểu Lộ nhen anh múa vuốt, lại bị Lâm Hiểu Quốc đấm một phát, ngã sấp mặt xuống đất, không thể động đậy. Mau về nhà lấy tiền đi, không có tiền thì đừng hòng đi, chút nữa tôi sẽ đến nhà trưởng thôn, dù sao cũng đã mất mặt rồi, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Vương Ngọc Phân và Dương Quế Hoa bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đầy phẫn nộ. Các người đợi đấy, chuyện này không xong đâu. Dương Quế Hoa chỉ tay vào mặt Vương Ngọc Phân nói. Mẹ đừng đi, con sợ. Mục Tiểu Lộ run rẩy nằm trên đất. Con yên tâm, mẹ đi tìm chị con, chút quay lại cứu con ngay. Dương Quế Hoa chạy về nhà, nước mắt lưng tròng. Lúc này bà ta chỉ có thể đi tìm Mục Tâm Lan. Tâm Lan. Mục Tâm Lan đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng mẹ cô la hét bên ngoài, có vẻ như rất sốt ruột. Sao vậy mẹ? Mục Tâm Lan nhíu mày, nhìn mẹ mình. Em trai con bị người ta bắt giữ lại rồi, ở bên nhà lão Lý đó, con mau đi xem đi. Dương Quế Hoa nôn nóng nói. Nhà lão Lý bắt giữ em trai làm gì, bọn họ không muốn trả lại xính lễ à? Mục Tâm Lan trầm giọng nói. Đúng vậy, bọn họ không những không trả lại xính lễ, mà còn bắt giữ em trai con lại, con mau hỏi Tần Lâm xem giờ có thể gửi 500.000 tiền xính lễ trước không, chúng ta đi chuộc em trai con ra. Dương Quế Hoa lo lắng nói. Mẹ còn muốn con đi đòi tiền, sao anh Tần phải đưa xính lễ 500.000 cho mẹ? Em muốn tiền đến phát điên rồi à? Dương Quế Hoa, đó là chuyện của hai người, con mặc kệ, dù sao cũng phải đòi lại tiền cho con. Mục Tâm Lan phản đối. Con mặc kệ,
con mặc kệ thì ai quan tâm, đó là em trai con, nếu nó xảy ra chuyện gì thì mẹ cũng không sống nổi. Dương Quế Hoa ngồi dưới đất, khóc rú lên. Mẹ đang làm gì vậy? Vẻ mặt Mộc Tâm Lan tối sầm lại, mẹ ngồi trong sân khóc lóc không ngớt, hàng xóm láng giềng đều nghe thấy rõ ràng, cứ như vậy thì sẽ kéo người cả thôn đến đây mất. Con có đi không? Con nói đi. Nếu con không đi thì mẹ sẽ nhảy xuống giếng, mẹ không sống nữa, hu hu hu. Dương Quế Hoa nắm lấy thành giếng, tiếng khóc càng lúc càng dữ dội, trái tim Mộc Tâm Lan đã bị bà ta dọa chết khiếp. Mẹ có thể đừng cư xử như thế có được không? Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, mẹ không thấy xấu hổ à, hơi tí là muốn sống muốn chết con gái. Mộc Tâm Lan khóc không ra nước mắt, người mẹ kỳ lạ này lần nào có chuyện là lại ép buộc cô như vậy. Nếu cô không đồng ý thì sẽ muốn nhảy giếng tự sát, người khác còn tưởng người làm con là cô làm gì bà ta. Con đi được chưa? Mẹ mau đứng dậy đi, làng xóm người ta nhìn thấy bây giờ, mẹ không thấy xấu hổ nhưng con thì có. Mộc Tâm Lan thật sự hết cách với mẹ mình. Con sớm nói thế thì tốt rồi. Dương Quế Hoa vỗ vỗ phủi bụi trên mông, lạnh lùng hừ một tiếng. Tâm Lan, em về rồi à? Sáng nay tôi nghe nói em từ phía Nam trở về, liền vội vàng chạy đến đây. Một chiếc xe địa hình Toyota dừng trước cổng, một thanh niên áo trắng đeo kính râm bước xuống. Tô Trấn Phong, sao lại là anh? Tâm Mộc Lan nhíu mày, Tô Trấn Phong là bạn cùng lớp cấp 3 của cô, anh ta luôn ngưỡng mộ cô, nhưng cô ấy thực sự không có hứng thú với anh ta. Giữa hai người trước giờ chưa từng có tình cảm gì, đây cũng là điều mà Tô Trấn Phong luôn hối tiếc. Mặc dù Mộc Tâm Lan đi đến phía Nam rồi, nhưng Tô Trấn Phong vẫn luôn nhớ thương cô ấy, nghe bạn bè nói Mộc Tâm Lan đã trở về, anh ta liền vội vàng chạy đến đây. Em trở về rồi, sao tôi có thể không đến thăm em được chứ? Thường ngày cả năm đều không được nhìn thấy em. Tô Trấn Phong nói. Cậu là ai? Dương Quế Hoa hỏi. Chào gì, cháu là bạn học cấp 3 cậu Tâm Lan, giờ đang làm phó tổng giám đốc của một công ty vận chuyển trong thành phố. Tô Trấn Phong mỉm cười gật đầu. Tài giỏi vậy sao? Vậy cậu có thể đến nhà lão Lý một chuyến với chúng tôi không? Con trai tôi bị bọn họ giam giữ không chịu thả ra. Nói rằng nếu không đưa 500.000 thì sẽ báo cảnh sát bắt nó. Hai mắt Dương Quế Hoa sáng lên, tên nhóc này trông tuấn tú lịch sự, lại còn có bản lĩnh như vậy, con gái mình thu hút nhiều ong bướm thật đấy. 500.000 tệ, bọn họ muốn cướp tiền à? Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh. Chuyện của nhà sao lại làm phiền người ta chứ? Mộc Tâm Lan nhíu mày. Không sao, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tôi lại không thể giúp em một chuyện còn con này sao? Tôi cũng muốn xem thử, ai dám giam giữ người, đây là hành động giam giữ trái phép, còn có pháp luật không vậy? Mấy trăm nghìn mà thôi, nếu có chuyện gì thật thì cũng phải bảo vệ em trai, tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Tô Trấn Phong nói khoác không biết ngược. Vỗ ngực bảo đảm. Có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng bắt nạt em trai em. Tâm Lan, chúng ta đi thôi. Tô Trấn Phong đã sẵn sàng, nếu chuyện lần này thành, chắc chắn mẹ của Mộc Tâm Lan sẽ coi trọng mình, không chừng tên nhóc này sau này sẽ là em rể của anh ta. Đi thôi, ngồi xe đi. Dương Quế Hoa cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi lên xe. Đây mới là ông chủ lớn, không giống tên đàn ông keo kiệt kia, tưởng cho 100.000 là ghê lắm à. Chàng trai này còn không thèm để mấy trăm nghìn vào mắt, đây mới là quyết đoán. Mộc Tâm Lan trông rất bất lực, nhưng mẹ cô đã lên xe rồi. Đi thôi Tâm Lan, mau chóng đi xem thử, mong em trai em không sao. Tô Trấn Phong thúc giục. Ừ. Dương Quế Hoa sau khi lên xe liền sờ soạng khắp nơi, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Chắc chiếc xe này đắt lắm nhỉ? Chỉ hơn triệu thôi ạ, Toyota Land Cruiser còn gọi là Land Cruiser. Là loại xe địa hình mới nhất của Toyota, có thể ngồi 7-8 người. Tô Trấn Phong cười nói với điệu bộ tự mãn kiêu ngạo, nhìn đã biết Dương Quế Hoa không có hiểu biết gì rồi, sau khi lên xe liền đảo mắt nhìn xung quanh, sờ tới sờ lui. Hơn triệu, ôi trời ơi, cả đời tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Trái tim Dương Quế Hoa run lên, xe tiền triệu vậy chắc tài sản cũng phải lên tới mấy triệu nhỉ, tên đàn ông keo kiệt tối qua chắc không thể so với con rùa vàng này được. Tìm đàn ông là phải tìm người như thế này. Dì à, nếu dì thích ngồi thì lễ Tết hoặc có chuyện gì đó dì cứ gọi cho cháu sẽ đưa dì lên thành phố chơi, tất nhiên, miễn là Tâm Lan đồng ý. Tô Trấn Phong cười ha ha nói.
quý hóa quá. Trong lòng Dương Quế Hoa đang rất vui vẻ, thậm chí còn quên luôn cả chuyện con trai bị giam giữ ở nhà lão Lý. Đồng ý, sao lại không đồng ý chứ, chàng trai này không tồi, mẹ thích, Tâm Lan, con không thể tùy theo ý mình được. Dì là mẹ, dì mới là người quyết định, ha ha ha, nếu cậu trở thành con rể của dì vậy chúng ta thành người một nhà rồi. Dương Quế Hoa cười nói. Dì à, vậy cháu phải trông cậy vào dì rồi, Tâm Lan luôn không coi trọng cháu, có lời này của dì, cháu liền yên tâm rồi. Tô Trấn Phong mừng rỡ nói, xem ra lần này anh ta đến đây là đúng rồi, trước đây sao anh ta không nghĩ ra cách này chứ, có thể lấy lòng mẹ Tâm Lan trước, có bố mẹ ủng hộ rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Mẹ đừng nói lung tung nữa. Mộc Tâm Lan miễn cưỡng nói. Dì nhìn kìa, Tân Lam vẫn coi thường cháu, nhưng cháu luôn yêu thương Tâm Lan sâu sắc. Tô Trấn Phong vô cùng tự tin, lần này anh ta giúp nhà bọn họ giải quyết chuyện em trai Mộc Tâm Lan, mối quan hệ của bọn họ chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Đến khi đó, dưới áp lực của bố mẹ, anh ta tin dù Tâm Lan không muốn cũng chắc chắn phải chịu đầu hàng, hôn nhân không có sự ủng hộ của phụ huynh thì sẽ không hạnh phúc, lâu dài được. Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, dì mới là người quyết định, Tiểu Tô, sắp đến rồi, em trai cháu bị bọn họ giam giữ, chúng ta mau chóng đến xem thế nào đi. Dương Quế Hoa không cho Tâm Lan cơ hội mở miệng, sắp đến nhà lão Lý rồi. Dì yên tâm, có cháu ở đây, cháu xem ai dám động đến em trai, cháu sẽ ngặt đầu anh ta xuống làm bóng đá. Tô Trấn Phong bá đạo nói. Không cần vậy đâu, có cháu thì hai mẹ con dì yên tâm rồi. Trong nhà mà không có người trụ cột thì sẽ dễ bị người ta bắt nạt. Trong lòng Dương Quế Hoa đã quyết định rồi, nhà bà đã tìm được chỗ nương tựa rồi, có Tô Trấn Phong ở đây, bọn họ sẽ tốt cả thôi. Sau khi xuống xe, vẻ mặt Tô Trấn Phong tối sầm lại, đứng ở trong sân hét lớn. Giữa ban ngày ban mặt, ai dám bắt người vậy? Mau cút ra đây cho tôi, trong mắt các người còn có pháp luật không vậy? Dương Quế Hoa tỏ ra kiêu ngạo. Đây mới coi là làm con rể chứ, còn xem Tần Lâm ngày hôm qua chả được cái vẹo gì cả, lấy ra được 100.000 liền tự cho rằng mình là ông lớn rồi à, xính lễ của con gái trị giá 500.000 còn ít nữa là. Ai dô, còn tìm người đến để phá hoại đúng không? Xem ra nhà các người cũng khá hơn rồi nhỉ, tôi cũng muốn xem ai dám ra vẻ ở đây. Lâm Hiểu Quốc bước ra khỏi phòng với ánh mắt u ám, nhìn lướt qua một lượt rồi chậm rãi đi xuống. Sắc mặt Tô Trấn Phong lúc này hơi thay đổi, trong lòng trùng xuống, chết tiệt. Đây là Lâm Thiếu Gia sao? Mẹ ơi, cũng trùng hợp quá rồi đó. Lâm Thiếu Gia, sao lại là anh? Nụ cười trên mặt Tô Trấn Phong lập tức biến mất, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ. Là tôi thì sao? Tôi thấy bộ dạng của anh là muốn đánh tôi chứ gì? Nào đến đây, đánh đi, xem có thể khiến tôi bị thương được không? Lâm Hiểu Quốc tiến đến. Nói với giọng lạnh lùng. Lâm Thiếu Gia, anh nói gì thế, tôi hoàn toàn không có ý bất kính với anh. Tô Trấn Phong cười nói, người ta là đại thiếu gia nhà họ Lâm, vô cùng nổi tiếng, bản thân Tô Trấn Phong chỉ là phó tổng giám đốc của công ty hậu cần, sao lại có thể đem ra so với người ta được đây? Có lần anh ta ở tiệc thường niên chỉ được nhìn thấy Lâm Thiếu Gia một lần mà thôi. Anh muốn tôi cút ư, tôi mắng người thì sao? Anh đánh tôi đi, hay là báo cảnh sát? Làm đi, để tôi xem anh có thể tạo ra sóng to gió lớn cỡ nào. Lâm Hiểu Quốc nhìn chằm chằm vào Tô Trấn Phong, anh ta liền cười ngượng ngùng, không dám nói lấy một câu. Vốn định giả vờ ra vẻ nhưng Tô Trấn Phong hoàn toàn không thể ngờ rằng lại đụng phải Lâm Thiếu Gia ở vùng nông thôn nghèo nàn này, thật sự quá khó chịu. Tránh xa tôi ra, mẹ kiếp, tôi mới là vương pháp. Lâm Hiểu Quốc đạp Tô Trấn Phong xuống đất, Tô Trấn Phong chỉ cười trừ. Đến thả rắm cũng không dám, vẻ mặt đắc ý lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Vâng vâng vâng, Lâm Thiếu Gia nói chí phải. Tô Trấn Phong sợ đến mức muốn tè ra cả quần, nếu như xúc phạm đến Lâm Hiểu Quốc thì đừng mong có thể làm phó tổng giám đốc ở công ty hậu cần này nữa. Tiểu Tô, cháu làm gì thế, đừng đi chứ. Trong lòng Dương Quế Hoa không yên, sau đó Tô Trấn Phong lái xe một mạch bỏ chạy, bỏ lại hai mẹ con bọn họ, phải làm sao bây giờ? Thằng nhóc nhát gan này, muốn chọc tôi tức chết đây mà. Dương Quế Hoa mặt trao mày ủ, cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cũng không còn nữa rồi. Tôi không quan tâm anh là ai, mau thả em trai tôi ra, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh. Mộc Tâm Lan trầm giọng nói, căn bản cô cũng chẳng kỳ vọng vào Tô Trấn Phong,
lúc đến thì ngầu đét, sau đó lại bỏ chạy một cách hèn nhát, loại người như vậy thật không đáng tin cậy. Hai mắt Lâm Hiểu Quốc sáng lên, người phụ nữ này không tầm thường chút nào, xem ra còn hơn cả Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa là một cô gái nông thôn chất phác, còn thứ mà Lâm Hiểu Quốc thích chính là sự chất phác đó. Hơn nữa cô ta lại còn trẻ, nhưng Mộc Tâm Lan thì khác, cô ấy là kiểu con gái như hoa sen trên mặt nước, không bị vấy bẩn bởi bùn đất, hoàn toàn tinh khiết, hơn hẳn so với Lý Liên Hoa. Được thôi, thả em trai của em ra cũng được, nhưng em phải ở đây với tôi, he he he. Lâm Hiểu Quốc nói một cách mập mờ, cứ một chốc lại nhìn một lượt cơ thể Mộc Tâm Lan, bộ dạng hệt như chư bát giới vậy, đến cả nước dãi cũng sắp chảy ra rồi. Lưu manh, nếu anh không thả em trai tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mộc Tâm Lan nghiến răng nói. Báo cảnh sát, ha ha ha, em báo đi, xem thử sau khi chú cảnh sát đến thì sẽ bắt tôi hay bắt em trai em. Lâm Hiểu Quốc giang hai tay ra, bày ra vẻ mặt điếc không sợ súng. Mẹ, rốt cuộc đã có chuyện gì? Mộc Tâm Lan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn quay sang hỏi Dương Quế Hoa. Bọn họ nói em trai con đã làm nhục Lý Liên Hoa, vậy nên bọn họ mới bắt nó đi, hơn nữa cũng đừng mong đòi lại xính lễ, trừ khi đưa thêm 500.000 nữa, nếu không bọn họ sẽ báo cảnh sát tống em con vào tù. Lý Liên Hoa kể lại. Cái gì, em con làm nhục Lý Liên Hoa? Sao lại có thể? Mộc Tâm Lan sững ra. Chuyện này cũng quá vớ vẩn rồi đó. Nhưng nếu như là thật thì e rằng em trai cô gặp xui thật rồi, 500.000, nhà bọn họ đào đâu ra số tiền đó chứ? Cho dù có vơ vét hết thì cũng không thể nào có 500.000 được. Em đã thấy nghiêm trọng chưa? Thực ra 500.000 cũng không nhiều, chủ yếu là xem thái độ của các người thôi. Lý Liên Hoa bị em trai em làm nhục, vậy nên cậu ta phải bỏ ra chút tiền này cũng đáng, chúng tôi vốn không muốn làm to chuyện. Nhưng hai mẹ con bọn họ lại cứ đến đòi xính lễ không thôi, vốn dĩ định dàn xếp ổn thỏa nhưng các người lại tự tìm đến cửa, chúng tôi không thể nuốt trôi vụ này được. Các người sợ mất mặt, còn chúng tôi thì không à, cùng lắm thì cứ để em trai em vào tù vì tôi cưỡng gian con gái người ta đi, chắc không tránh khỏi việc chịu tội mười mấy năm đâu nhỉ. Lâm Hiểu Quốc khoanh hai tay, nói với vẻ kiêu ngạo. Anh ngậm máu phun người, em trai tôi không thể nào làm ra mấy chuyện như thế được. Mộc Tâm Lan biết rõ em trai mình, từ nhỏ đến lớn đã nhát gan, bảo cậu ta đi làm nhục Lý Liên Hoa là điều không thể, hơn nữa, cả hai cũng đã ở bên nhau được mấy năm, cũng sắp kết hôn rồi còn gì. Đây là lời thú tội của em trai em, ha ha ha, em không tin à. Cậu ta đã khai rồi, nếu như tôi giao cái này cho chú cảnh sát thì chúng ta sẽ có kịch hay để xem đấy. Lâm Hiểu Quốc nói một cách chắc nịch, điều này càng khiến cho Dương Quế Hoa căng thẳng hơn nữa. Em trai nhận tội rồi. Chẳng lẽ cậu ta thật sự đã làm nhục Lý Liên Hoa ư? Thứ khốn nạn! Các người không phải đang vu oan giá họa cho con trai tôi đấy chứ? Làm sao nó có thể gây ra mấy chuyện như vậy được? Mau thả con trai tôi ra, Vương Ngọc Phân, bà mau ra đây cho tôi. Dương Quế Hoa không ngừng nằm ăn vạ, lăn lộn rồi lại khóc, nhưng thủ đoạn này lại không hề có tác dụng gì với Lâm Hiểu Quốc cả. Sao nào? Suy nghĩ đến đâu rồi? Nếu như em ở lại với tôi thì tôi sẽ thả em trai em ra, chuyện này coi như bỏ qua, nếu không thì chắc chắn em trai em sẽ phải vào tù, chọn như thế nào là do em cả đấy. Lâm Hiểu Quốc tỏ ra đắc ý, chỉ cần có thể có một đêm xuân với người phụ nữ như Mộc Tâm Lan, đừng nói 500.000, cho dù là 1 triệu anh ta cũng chẳng cần. Sao nào, không báo cảnh sát nữa ư? Tôi khuyên em vẫn nên báo cảnh sát đi, chú cảnh sát là người công tâm nhất đấy. Em xem đây có phải là em trai mình không, dấu vân tay và chữ ký, tất cả đều đã được xác minh cả rồi. Lâm Hiểu Quốc lấy tội trạng nhận tội của Mộc Tiểu Lâm đưa cho Mộc Tâm Lan xem với vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Tâm Lan, con đến đây. Dương Quế Hoa đứng dậy, sau đó kéo Mộc Tâm Lan lại. Tâm Lan, con chỉ có một đứa em trai này thôi, nếu như em con vào tù thì bố con phải sống sao đây? Nửa đời sau của ông ấy cũng coi như tiêu tùng. Nhà họ Mộc chúng ta cũng chỉ có một đứa cháu đích tôn đấy thôi, con không thể nào trơ mắt nhìn nó bị tống vào tù được. Dương Quế Hoa vừa khóc vừa nói, nước mắt mướt mũi tèm lem, khiến cho Mộc Tâm Lan vô cùng đau khổ, nhưng em trai cô đã bị người ta bắt, lại còn nhận tội rồi, chuyện này không dễ gì xử lý được. Hay là con ở cùng cậu ta một đêm đi, đổi lấy em con trở về, con thấy thế nào? Chỉ một đêm thôi là đủ 500.000 rồi, em con cũng có thể về nhà, Tâm Lan. Mẹ xin con đấy.
mẹ nói lung tung gì thế? Con là con gái mẹ mà. Sắc mặt Mộc Tâm Lan trở nên tái mét, cô hoàn toàn không dám tin mẹ mình lại có thể nói ra những lời như vậy, thật đáng xấu hổ. Chỉ vì em trai mà mẹ lại muốn dùng thân xác của con gái mình để đánh đổi, chỉ vì không muốn để em trai phải ngồi tù, bà ta điên rồi hay sao? Tim Mộc Tâm Lan như bị dao cứa, trong lòng vô cùng đau đớn, lời nói của mẹ khiến cho cô thương tích đầy mình. Con và Tiểu Lộ đều là con của mẹ, chẳng phải mẹ đang muốn ép chết con sao? Mộc Tâm Lan cắn đôi môi đỏ mọng đến mức máu tươi chảy ra ngoài, trong mắt ẩn chứa đầy tình cảm và nỗi tuyệt vọng. Dì nói đúng lắm, chỉ một đêm thôi mà. Sau một đêm, em trai em sẽ được tự do, còn có gì mà em không muốn nữa chứ? Làm người phải biết tự mình biết mình, nếu là người khác thì còn chẳng có cơ hội này đâu, tôi cho em cơ hội, đấy là muốn giúp em. Lâm Hiểu Quốc cười nói. Mẹ xin con, mẹ quỳ xuống xin con đấy. Dương Quế Hoa quỳ trước mặt Mộc Tâm Lan, cô lập tức đỡ bà ta dậy. Mẹ đừng ép con. Mộc Tâm Lan liền quay lưng bỏ chạy. Con gái, quay lại đây, đồ vô lương tâm, mày không quan tâm đến sống chết của em mày nữa sao, thứ lòng lang dạ sói. Dương Quế Hoa đuổi theo, bà ta muốn bắt Mộc Tâm Lan trở về, bởi vì bây giờ chỉ có Mộc Tâm Lan mới có thể cứu được con trai bà ta. Mộc Tâm Lan cứ chạy theo con đường dẫn về nhà. Cô không thể tưởng tượng được người làm mẹ lại có thể nói ra được những lời như thế, em trai bị người ta bắt, nhưng mẹ lại muốn cô lấy thân trao đổi, rốt cuộc là thứ điên khùng gì đây, nó thực sự khiến cô cảm thấy đau lòng. Trong mắt mẹ chỉ có mỗi em trai, ngay cả đối với bố cũng lúc có lúc không, thậm chí nếu có mất sớm thì đối với mẹ mà nói cũng là một sự giải thoát, con gái của mình thì cứ như bát nước đổ đi, mỗi ngày chỉ lo nghĩ đến việc làm sao lợi dụng được tất cả giá trị của cô. Mẹ à! Mẹ thật sự khiến con quá đau lòng. Nước mắt của Mộc Tâm Lan tuôn rơi không ngừng, đây là lần cô cảm thấy đau lòng nhất trong mấy năm qua. Hôm qua lúc trở về, nhìn thấy bố thôi đã đủ khiến cô đau lòng lắm rồi. Năm đó bố vì cô che mưa chắn gió nên mới phải nằm bất động trên giường, nỗi đau đớn cứ thế bao trùm lấy cô. Bố thấy sao rồi? Mộc Tâm Lan nắm lấy tay bố, nói với vẻ kích động, bởi vì lúc này bố cô đã ngồi dậy được, thuốc bôi trên người cũng đã biến thành thạch cao. Vậy nên ông mới có thể làm vỡ được. Cảm thấy không còn đau nữa, bố đã khỏi rồi sao? Thứ thuốc bôi đó đều là bụi sạn cả, chẳng lẽ đó là do cơ thể bố bài tiết ra ư? Mộc Đạt Hoa cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Xem ra anh Tần không hề lừa con, bố thật sự đã khỏi rồi, tốt quá đi mất. Mộc Tâm Lan nhìn những hạt cát nhỏ trên chỗ thuốc bôi, tất cả đều được hút ra từ cơ thể bố cô, mặc dù bề mặt da bố có hơi thô ráp nhưng không hề để lại sẹo. Chúng đều đã được loại bỏ hoàn toàn thông qua lớp da, điều này thật thần kỳ quá đi. Bây giờ bố đói quá, Tâm Lan, con nấu chút gì cho bố ăn đi. Mộc Đạt Hoa sờ bụng mình rồi nói. Vâng, Mộc Tâm Lan vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chạy vào bếp nấu mì cho bố. Mộc Tâm Lan gọi điện thoại cho Tần Lâm. Anh Tần, bố em đã khỏi rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Tần Lâm trả lời. Vậy thì tốt, không ngoài dự đoán của anh. Chắc ông ấy cũng đói rồi nhỉ, ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể. Anh Tần, em trai em bị bắt rồi, em không biết phải làm sao cả, anh có thể đến giúp em không? Mộc Tâm Lan bĩu môi, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, ngoài anh Tần ra thì cô không còn ai để cầu cứu nữa cả. Được, lát nữa anh sẽ qua. Tần Lâm nói không chút do dự. Sau khi nấu mì xong, bố cô ăn như liền tù tì ba bát to, hệt như một con sói đói vậy. Mộc Tâm Lan cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay lúc bố cô đang ăn đến bát thứ tư, Dương Quế Hoa đột nhiên từ ngoài chạy vào. Bà xã, tôi khỏe lại rồi, tôi đã ăn tận ba bát rồi này. Mộc Đạt Hoa cười nói, nhưng không ngờ Dương Quế Hoa lại đá vào bát mì của Mộc Đạt Hoa, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành, mì cũng bị văng tứ tung. Mặt Mộc Đạt Hoa tái mét, nhìn Dương Quế Hoa với vẻ mặt không thể tin được. Mẹ làm gì thế? Mộc Tâm Lan nói với vẻ nghiêm trọng. Ăn ăn ăn, chỉ biết mỗi ăn, con trai ông đang bị người ta bắt rồi đó, sắp phải ngồi tù rồi kia, bây giờ ông còn có tâm trạng để ăn sao? Dương Quế Hoa nổi điên. Tiểu Lộ làm sao? Trái tim Mộc Đạt Hoa run lên, giống hệt như sắp có điểm xấu vậy. Tiểu Lộ bị người ta bắt đi rồi, nó làm nhục Lý Liên Hoa nên bị người ta bắt lại, tôi bảo con gái ông đi cứu em, nhưng nó cứ mắt điếc tai ngơ. Như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Dương Quế Hoa tức giận nói. Cái gì, thằng nghịch tử này, tại sao nó lại làm ra chuyện như thế? Mộc Đạt Hoa loạng choạng suýt ngã xuống đất. Bố, bố đừng kích động. Mộc Tâm Lan đỡ bố dậy. Bây giờ người ta đòi 500.000, nếu không Tiểu Lộ sẽ phải vào tù, ít nhất phải ngồi 15 năm, đời này của Tiểu Lộ coi như sẽ tiêu mất. Hu hu hu. Dương Quế Hoa bật khóc. 15 năm. Khóe miệng Mộc Đạt Hoa khẽ động đậy, bỗng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bố, bố không sao chứ? Mộc Tâm Lan không nói chuyện này cho bố nghe là vì sợ ông lo lắng, bệnh tình vừa tốt hơn một chút, suýt chút nữa lại bị mẹ làm cho tức chết, lúc này Mộc Tâm Lan như muốn phát điên. Mẹ, mẹ muốn bố chết sớm hay sao? Mẹ có thôi không hả? Bây giờ người ta nói rồi, chỉ cần Tâm Lan ở với cậu ta một đêm, chuyện này coi như xong, nếu không thì con trai phải ngồi tù. Chẳng qua tôi chỉ muốn nó ở với người ta một đêm thôi mà. Nhưng con nhỏ ngu ngốc này lại không chịu. Nó phải thay thế cho con trai tôi. Dương Quế Hoa kéo Mộc Đạt Hoa lại, vừa nói vừa khóc. Bốp! Mộc Đạt Hoa tát thẳng vào mặt Dương Quế Hoa, mạnh đến mức nổi cảm đom đóm mắt, in hẳn cả dấu vân tay trên mặt, khiến cho bà ta vô cùng kinh ngạc. Bà có còn là người không hả? Để Tâm Lan ngủ với đàn ông à? Con trai bà là con, còn con gái bà không phải là con à? Bà làm mẹ sao lại không biết xấu hổ như vậy? Bà có biết xấu hổ không? Tôi đánh chết thứ khốn nạn như bà. Bố, đừng đánh nữa. Mộc Tâm Lan níu lấy tay bố, Dương Quế Hoa lập tức chạy ra ngoài. Lúc này, Lâm Hiểu Quốc dắt theo Chu Đại Sướng và những người khác đến, bọn họ đều đang đứng đầy ngoài sân. Chu Đại Sướng còn dẫn theo 5-6 thanh niên trong thôn, tất cả đều cầm gậy trên tay, mặt mày đầy vẻ dữ tợn. Chu Đại Sướng bày ra vẻ kiêu ngạo, con trai trưởng thôn quả thực không tầm thường chút nào. Chỉ cần bắt được Mộc Tâm Lan liền có 500.000, đến khi có số tiền đó rồi thì chơi loại phụ nữ nào mà chẳng được. Sao cứ phải đâm đầu vào một chỗ chứ? Chu Đại Sướng đã tuyên bố rằng, bố anh ta nhận tiền chứ không nhận người. Trưởng thôn Chu Ôn nghiêm mặt nói, ông Mộc, ông khỏi bệnh chưa? Vừa hay con trai ông làm nhục con gái nhà họ Lý của người ta rồi kìa, ông xem phải làm thế nào đây, hay là cũng để con gái ông ngủ với người ta một đêm đi. Chuyện này coi như xong. Nếu không thì ông có thể lấy ra 500.000 được sao? Mộc Đạt Hoa trầm giọng nói, trưởng thôn, ông đang nói cái gì vậy? Ông cũng đã có tuổi rồi, còn là người đức cao vọng trọng trong thôn, tại sao lại cùng một đám con nít đi gây chuyện như thế? Chu Ôn tỏ ra giễu cợt, không phải tôi gây chuyện, là do ông quản con trai không tốt, không giữ được nó lại còn có mặt mũi nói tôi sao? Nếu như không phải tôi ngăn lại thì người ta đã đem con ông đi đến viện kiểm tra rồi. Sau khi ngồi tù 15 năm sẽ thành đồ bỏ đi, đáng ra ông nên cảm kích tôi mới phải. Sắc mặt Mộc Đạt Hoa vô cùng khó coi, tôi có vét hết của cải cũng không thể có nổi 500.000. Chẳng phải ông có con gái sao? Lấy con gái ra gán nợ đi, nếu hôm nay không cho Lâm Hiểu Quốc biết được kết quả thì cả gia đình ông sẽ không sống nổi đâu. Đập! Chu Đại Sướng quát lên. Các người làm gì thế, tôi liều mạng với mấy người. Dương Quế Hoa xông lên. Lập tức bị ngăn lại, 5-6 thanh niên bắt đầu đập phá trong sân, cửa kính, tivi, song nồi đều bị đập nát cả. Sắc mặt Mộc Đạt Hoa và Dương Quế Hoa trở nên vô cùng khó coi, nhà đều bị phá nát cả rồi, thật đúng là ức hiếp người quá đáng. Trưởng thôn, ông làm như vậy không sợ báo ứng sao? Mộc Đạt Hoa lạnh lùng nói. Báo ứng, ha ha ha, tôi có lòng tốt mà các người lại không chịu nghe, gả con gái như hất bát nước đi. Chẳng qua chỉ là ở với công tử nhà người ta một đêm thôi mà. Khó như vậy sao, nếu như làm lớn chuyện thì con trai mấy người sẽ phải vào tù đấy, lúc đó mới vừa lòng đúng không? Chu Ôn cong môi, bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng, ông ta căn bản không hề coi Mộc Đạt Hoa ra gì. Đều tại con ngu như mày cả, nếu như mày đồng ý thì chẳng phải đã xong chuyện rồi sao? Bây giờ mày nhìn đi, tất cả đều đã bị đập nát cả, cả nhà chúng ta coi như toang rồi. Mày có vừa lòng chưa hả? Dương Quế Hoa nằm ăn vạ dưới đất, gào khóc không ngừng, điều này càng khiến cho Mộc Tâm Lan thêm phiền não. Làm gì cũng phải chừa đường lui cho người khác nữa, đây chẳng phải muốn ép người ta vào đường cùng sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía cổng, khiến cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Là anh, còn dám quay lại à? Hôm nay tôi phải khiến cho anh đi vào nhưng lại bỏ ra. Chu Đại Sướng hắng giọng nói. Hôm qua bị Tần Lâm trấn áp,
nhưng hôm nay anh ta lại có đến 6-7 người, chắc chắn sẽ phải xử lý anh một trận để xả giận cho ngày hôm qua. Anh Tần. Mộc Tâm Lan vội vàng chạy đến cạnh Tần Lâm, nước mắt rơi lã chã, trông vô cùng đáng thương. Đừng lo, có anh ở đây, không ai dám động vào em đâu. Đối với Mộc Tâm Lan, những gì Tần Lâm nói đều giống như một lời hứa vậy. Mày là cái thá gì? Chuyện của ông đây mà cũng dám quản à? Ha ha ha, chắc chắn sống rồi chứ gì? Lâm Hiểu Quốc nhíu mày, cười khẩy nói. Anh Tần, bọn họ đã vu oan cho em trai em làm nhục Lý Liên Hoa. Tần Lâm gật đầu, anh đã nghe thấy cả rồi, có một vài người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Làm người đừng có quá đáng, nếu đã như vậy thì tôi đành phải giải quyết thôi. Lâm Hiểu Quốc nói với vẻ ngông cuồng, giải quyết, mày giải quyết như thế nào? Ha ha ha, 500.000 đấy, mày cho ư. Bây giờ tụi tao không cần tiền, tao chỉ muốn con nhỏ này ngủ với tao một đêm, không nghe à? Đập hết cho tao, tao muốn xem thử ai dám cản. Tần Lâm là ai chứ? Căn bản anh ta không cần quan tâm, chỉ cần trực tiếp hành động là được. Còn đứng ngây ra đó làm gì, xông lên. Lâm Hiểu Quốc nhìn sang đám người Chu Đại Sướng, Chu Đại Sướng bỗng dưng biến sắc, sau đó dẫn theo 5-6 tên đàn em xông về phía Tần Lâm. Anh Tần, cẩn thận. Mộc Tâm Lan kêu lên, nhưng Tần Lâm vẫn không hề ra tay, chỉ nhìn thấy hai bóng đen vọt qua, ngay sau đó liền bị chiếc giày da sáng bóng đá văng ra ngoài, cả đám Chu Đại Sướng bị văng xa 7-8 mét. Tất cả đều mất đi sức chiến đấu, mặt mày trắng bệch, liên tục ôm bụng và đầu, không ngừng run lẩy bẩy trên mặt đất. Hai người đàn ông đeo kính râm đen đứng ở hai bên Tần Lâm. Mẹ kiếp, tao giết mày. Lâm Hiểu Quốc lấy dao gạt đâm về phía Tần Lâm, hai người mặc đồ đen ở cạnh anh liền ra tay, trong tích tắc đã quật ngã Lâm Hiểu Quốc xuống, sau đó giật lấy con dao gạt trên tay anh ta. Hiểu Quốc, cháu thật sự làm chú thất vọng quá. Một giọng nói trầm mặc vang lên. Làm cho Lâm Hiểu Quốc run rẩy. Chú, Phương. Vẻ mặt Lâm Hiểu Quốc tỏ ra kinh hãi, anh ta hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đứng cạnh Tần Lâm. Cậu Tần là người mà cháu có thể động vào sao? Mở to mắt chó ra mà nhìn này. Phương hồi giận dữ hét lên, khiến cho Lâm Hiểu Quốc sợ đến mức hồn bay phách tán. Lúc trước bố cậu giao cậu cho tôi, nói tôi phải dạy dỗ cậu thật tốt, nhưng bây giờ cậu làm tôi mất mặt mũi, còn đắc tội với cả cậu Tần. Làm sao tôi có thể bỏ qua được đây? Chú Phương, cháu sai rồi, cháu xin chú tha cho cháu với. Lâm Hiểu Quốc quỳ xuống trước mặt Tần Lâm và Phương Hồi, khấu đầu liên tục. Tôi đã từng cho cậu cơ hội, nhưng cậu vẫn đắc tội với cậu Tần, mau lôi nó xuống, đánh gãy chân đi. Phương Hồi hận không thể luyện sắt thành thép, chỉ đành lắc đầu rồi quay sang nói với bảo vệ bên cạnh. Đừng mà chú Phương, nể mặt bố cháu với, chú tha cho cháu lần này đi. Lâm Hiểu Quốc hét lên với vẻ tuyệt vọng. Phương Hồi thở dài một hơi, ông đã cho anh ta rất nhiều cơ hội, nhưng anh ta lại không biết trân trọng, lần này lại dám đắc tội với cậu Tần, vậy nên ông phải cho cậu Tần một lời giải thích thỏa đáng. Rắc, rắc. Hai tiếng giòn giã vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng, âm thanh đó thực sự quá chói tai. Chu Đại Sướng nhìn sang Lâm Hiểu Quốc, bèn nuốt nước bọt, cả người run lên cầm cập. Cậu Tần. Cậu vừa ý chưa? Phương Hồi cười nói. Ừm. Tần Lâm gật đầu. Đây là thôn của nhà họ Chu chúng tôi, các người muốn làm gì? Đừng tưởng có tí tiền là chúng tôi sẽ phải sợ các người. Chu Ôn tức giận nói, vội vàng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm trọng, hai chân Lâm Hiểu Quốc bị đánh gãy như một con chó chết bị vứt ven đường, sao ông ta lại không sợ được chứ? Phương Hồi cầm điện thoại lên, sau đó bấm số. Alo, bí thư Tôn. Tôi đã quyết định sẽ đầu tư xây dựng nhà máy ở huyện các người, nhưng khi tôi ở đây khảo sát thì thôn trưởng Chu lại không chịu phối hợp, anh xem phải làm sao đây. Sau khi Phương Hồi gác máy, lập tức điện thoại bên phía Chu Ôn liền vang lên. Chu Ôn, mẹ kiếp, anh muốn chết phải không? Anh dám đắc tội với cả doanh nhân nổi tiếng ở thành phố à? Số tiền mà họ đầu tư vào huyện mình suýt nữa do anh mà bị hủy, anh đừng làm trưởng thôn nữa, ngày mai đến viện kiểm soát đầu thú đi. Anh đã tham ô 300.000 tiền sửa chữa đường của thôn, anh nghĩ tôi không biết chắc. Bí thư Tôn, tôi. Chu Ôn lảo đảo, té xuống đất, hai mắt thất thần, vô cùng trống rỗng. Ông ta không ngờ được một cuộc điện thoại của người trước mặt có thể khiến ông ta thành ra thế này, hơn nữa trực tiếp đánh ông rơi xuống 18 tầng địa ngục. Đập gãy chân bọn họ đi,
sau đó vứt ra ngoài. Phương Hồi nói xong, sắc mặt tất cả mọi người tái mét, lùi về sau theo bản năng, nhưng bọn họ cũng từng thấy được thực lực của hai tên vệ sĩ này. Vô cùng thuần thục, một tiếng kêu chói tai vang lên, tất cả mọi người đều bị đánh gãy xương, vứt vào cống rãnh. Mộc Tâm Lan và Mộc Đạt Hoa ở bên nhìn thấy cảnh này mà sợ hết hồn hết vía, kinh khủng quá. Dương Quế Hoa còn chẳng dám ngẩng đầu lên, căn bản không dám nhìn Tần Lâm, ai mới là ông chủ, vừa nhìn là biết ngay. Dương Quế Hoa sợ muốn chết, nếu như Tần Lâm muốn đối phó với bà ta thì chắc cũng đánh gãy hai chân bà ta. Tần Lâm nói, ông Phương, ông vất vả rồi, mấy người về đi, chuyện còn lại để tôi tự xử lý là được, khi nào tôi cần tôi sẽ gọi điện cho ông. Vậy tôi đi trước, cậu Tần bảo trọng. Phương Hồi rời khỏi nhà họ Mộc, lúc này tất cả mọi người mới cảm thấy thả lỏng, bởi vì Phương Hồi khiến bọn họ cảm thấy quá áp lực, cứ như bị một ngọn núi lớn đè bẹp trên đỉnh đầu vậy. Trong mắt Mộc Tâm Lan tràn đầy sự kích động, anh Tần trong thời khắc quan trọng đã cứu được cả nhà cô, nếu như không có anh Tần thì chắc cả đời mình bị hủy hoại rồi. Mẹ luôn thiên vị, điều này khiến cô tuyệt vọng vô cùng, nhưng may mà kết quả cuối cùng vẫn ổn, bệnh của bố cũng tốt hơn, tâm bệnh của mình cũng không còn. Cậu Tần, cảm ơn cậu, bệnh của tôi cũng nhờ cậu chữa khỏi, tôi chỉ là một người thôn quê mình thường cũng không biết nói gì, nhưng nếu cậu cần lão Mộc tôi giúp, dù là núi đao biển lửa tôi cũng sẽ xông vào. Mộc Đạt Hoa nghiêm túc nói, uống nước nhớ nguồn, những việc mà Tần Lâm đã làm cho gia đình ông ấy là đại ân khó có thể báo đáp. Mẹ, lần này em trai không sao rồi, sau này mẹ cũng tự thu xếp ổn thỏa đi. Mộc Tâm Lan nhìn mẹ mình, Dương Quế Hoa gật đầu, căn bản không dám nhìn Tần Lâm. Dương Quế Hoa cúi đầu nói, tay không ngừng run rẩy. Mẹ biết rồi, xin lỗi con gái, mẹ biết mình sai rồi. Mộc Đạt Hoa tức giận mắng. Còn không mau tìm con trai bà về. Bây giờ tôi đi ngay đây. Dương Quế Hoa phủi mông, vội vàng đi đến nhà lão Lý. Dương Quế Hoa thở phào một hơi, cũng được coi là đã giải quyết xong rồi. Có điều lần này bà ta nhất định không thể để Mộc Tâm Lan bỏ qua cậu con rể kia. Tần Lâm là ông chủ thực sự, suýt nữa bị bà ta đuổi ra khỏi nhà, may mà cuối cùng chuyển nguy thành an. Tần Lâm nói, anh cũng phải đi đây, Tâm Lan, chiều anh phải đến núi Trường Bạch một chuyến. Mộc Tâm Lan nói, em đi cùng anh nhé. Nhưng mà nhà em, yên tâm đi cậu Tần, nhà tôi có tôi làm trụ cột, chỉ cần tôi vẫn còn, cả nhà cũng vẫn còn. Mộc Đạt Hoa cười nói, ông ấy có thể thấy được con gái thích cậu Tần này. Mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng con cháu tự có phúc của con cháu, ông ấy cũng không can thiệp được, huống hồ cậu Tần cũng là ân nhân của bọn họ. Anh Tần, anh yên tâm, em sống cạnh rừng từ nhỏ, em cũng lợi hại lắm đó. Sẽ không kéo chân anh đâu. Mộc Tâm Lan mong mỏi nói, cô muốn được báo ân, muốn được làm gì đó cho Tần Lâm. Bản thân còn nợ anh đến tận hơn 100.000, món tiền này cô nhất định phải trả hết. Mộc Đạt Hoa cười nói, ông ấy đương nhiên thấy được suy nghĩ của con gái mình. Hai đứa không cần lo đến sức khỏe của tôi, con gái tôi cũng được con là thợ săn bán chuyên đấy, một khi đi vào rừng sâu, chưa chắc đã kém hơn mấy anh đàn ông. Ha ha ha, vậy thì được. Tần Lâm nhún vai nói, nếu như bản thân cứ không đồng ý thì cô ấy sẽ không thoải mái, thà rằng tạo cơ hội thuận nước dong thuyền, lần này đi coi như cũng có bạn có bè. Mộc Tâm Lan cười như hoa nở, bố mình cũng khỏe hơn rồi. Cô ấy cũng không còn điều gì lo lắng nữa nên đi hái nhân sâm với anh Tần, vậy cũng vui hơn. Vậy thì tốt quá, anh Tần, bây giờ em thu xếp một chút rồi chúng ta xuất phát. Tần Lâm và Mộc Tâm Lan ngồi xe đến địa chỉ mà Phương Hồi để lại để đi tìm nhân sâm. Cổng thôn có một cô gái trẻ mặc áo len vàng, đội mũ, vẫy tay với Tần Lâm và Mộc Tâm Lan. Cô gái cười nói, mặt hơi đen, có thể là do phơi nắng nhiều. Trông cô không giống những cô gái trắng nõn nà ở thành phố. Hai người là người mà ông chủ giới thiệu phải không? Tôi là Dương Vân Kim, sâm vương này chính là do tôi và người chị em của tôi đi vào rừng sâu và phát hiện ra. Xin chào, tôi tên là Mộc Tâm Lan, đây là Tần Lâm. Mộc Tâm Lan nhìn Dương Vân Kim, mỉm cười, dù sao giữa con gái với nhau cũng dễ nói chuyện. Dương Vân Kim nói, đi thôi. Bây giờ chúng ta đi thì chắc trước khi trời tối là đến nơi. Tần Lâm gật đầu, ba người thu dọn, vội vàng chuẩn bị xuất phát, họ phóng đến rừng Nguyên Sinh.
Mục Tâm Lan cẩn thận tìm một chiếc áo khoác dày cho Tần Lâm. Đây là áo bông của bố em, anh Tần khoác vào đi, trong núi lạnh, mà không biết có thay đổi thời tiết không, tháng 10 có thể có bão tuyết chặn núi. Dương Vân Kim nói, có vẻ em gái cũng là người của núi Trường Bạch nhỉ. Mục Tâm Lan gật đầu. Nhà tôi cách đây không xa, ngành du lịch cũng chưa khai phá đến đây, nên đây cũng được coi là khu vực rừng nguyên sinh. Tháng 10 sẽ có bão tuyết chặn núi. Ha ha, thần kỳ thật. Tần Lâm cười, mặc dù nghe có vẻ đáng sợ nhưng với trí tuệ của người bản địa, một người ngoài như anh không có quyền chất vấn. Ba người nhanh chóng đi đến núi, nhân lúc xế chưa còn ánh nắng mặt trời. Xung quanh trùng diệp toàn cây cổ thụ, cảnh này không ngừng lọt vào tầm mắt của Tần Lâm, xung quanh dường như là những cây cổ thụ vài trăm vài nghìn năm tuổi. Núi Trường Bạch này là khu vực rừng nguyên sinh, là đối tượng trọng điểm được bảo hộ của quốc gia, người trong thôn ngoại trừ được vào để săn bắn, thì không được phép đốn củi. Cứ đi một đoạn là có một cây lớn vài chục mét, che khuất bầu trời, chỉ có một chút ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá rậm rạp. Sau khi lên núi, Tần Lâm cảm thấy lạnh hơn rõ, dường như nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài một chút. Mục Tâm Lan nói với Tần Lâm, sau khi đi sâu vào trong núi sâu rừng rậm, chúng ta phải cẩn thận với nhiệt độ và cây cỏ xung quanh. Có điều may mà trong phạm vi mười mấy dặm không có thú dữ. Dương Vân Kim cười ha ha rồi đi lên phía trước. Em gái nói đúng ý tôi đó, nếu đã vậy thì tôi cũng không cần dặn dò nữa. Nói chung là phải cẩn thận. Tần Lâm dù sao cũng là lần đầu đi vào sâu trong rừng rậm, tạm thời vẫn chưa đi vào khu trung tâm, xung quanh có đường nhỏ, vô cùng hẹp, chỉ có thể một người đi qua, khắp nơi đều là bụi cây gai, lá rụng dày, nhìn ra xa có thể thấy một mảnh xanh rờn. Ở đây có không ít dược liệu, Tần Lâm thấy rất nhiều, núi Trường Bạch không hổ được mệnh danh là vùng đất chủ phú dược liệu của Hoa Hạ rộng lớn, dược liệu mọc dại ở đây đâu đâu cũng thấy, chỉ có điều giá cả không quá cao, vậy nên việc hái thuốc săn bắn của người trong thôn cũng dần bị lãng quên. Khoảng một tiếng hơn sau, Tần Lâm hỏi, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Đường núi quanh co gập ghềnh, chỗ cao chỗ thấp, bọn họ cũng mới đi mấy cây số mà thôi, đường dưới chân dường như đâu đâu cũng có hố. Vô cùng khó đi. Đúng như Lỗ Tấn đã từng nói, thế gian vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường. Vùng núi cao rừng rậm này cũng vậy, nếu như không có người đi thì ở đây chắc cho dù bao nhiêu năm nữa cũng không có đường đi. Tần Lâm cũng không để ý, bước đi như bay, thực lực của anh vốn không cần nghi ngờ, cho dù có ở vùng núi non trùng điệp này thì cũng không hề mệt mỏi, nhưng Mộc Tâm Lan thì không như vậy, nhiều năm học hành, ít đi vào núi. Vậy nên đối với cô ấy mà nói thì hơi vất vả. Dương Vân Kim nói năng chắc nịch. Tôi nghĩ chắc sắp đến rồi, lúc trước Nam Mỹ cũng để lại ký hiệu cho tôi, chắc cũng ở gần đây thôi, không đến ba cây đâu, chúng tôi đều có ký hiệu, trong lòng cũng biết đại khái, nhất định sẽ không lạc. Anh yên tâm đi. Mộc Tâm Lan quệt mồ hôi trên mặt, kiên cường nói, cô ấy chắc chắn không trở thành gánh nặng của Tần Lâm. Đi thôi anh Tần, em không sao đâu. Dương Vân Kim tiếp tục dặn dò. Đi sát tôi, đừng để lạc đàn, nếu không nhỡ may mà lạc ở đây thì dễ gặp chuyện lắm. Tôi biết rồi. Mộc Tâm Lan nói nhỏ, rõ ràng là thể lực của cô không ổn, một tiếng mới đi có mấy cây, biết trước là đường núi khó đi, hơn nữa không chỉ vì núi cao không bằng phẳng, mà xung quanh cũng nhiều cỏ dại, bụi rậm, nhiều chỗ còn cần leo. Vậy nên người đi vào núi cao rừng rậm thường bị mệt mà chết. Đi 10 cây mà không tìm được đường là có khả năng chết ở đây. Sự kinh khủng của núi cao rừng sâu không chỉ nằm ở thú dữ mà kẻ địch lớn nhất chính là bản thân. Tần Lâm giơ tay về phía Mộc Tâm Lan. Anh kéo em, cẩn thận chút. Mộc Tâm Lan hơi đỏ mặt, đưa tay cho Tần Lâm, nắm lấy bàn tay to chắc chắn của anh, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Dần dần, sau 4 tiếng, bọn họ lúc này đã đi được hơn 10 cây. Sắp phải đi vào trong rừng nguyên sinh thực sự rồi, bây giờ chỉ là vòng ngoài mà thôi. Mộc Tâm Lan mệt đến mức thở hồng hộc, mặt đỏ rực, cho dù cô ấy cũng được coi là thợ săn bắn chuyên nhưng nhiều năm chưa đi vào núi, thể lực rõ ràng không bằng xưa. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Cho dù là Dương Vân Kim cũng vậy, cô ta không ngờ đi lâu thế này vẫn chưa tìm được Nam Mỹ. Không đúng rồi, rõ ràng là ở xung quanh đây mà. Chẳng nhẽ cô ấy đào xâm vương rồi đi mất rồi hả? Dương Vân Kim thở hồng hộc, sắc mặt thay đổi, nhìn bốn phía, cuối cùng tìm được ký hiệu Nam Mỹ để lại. Mặt Mộc Tâm Lan lập tức biến sắc, đây chẳng phải lừa người à?
Bọn họ đã đi lâu thế này rồi, bây giờ nếu như còn chẳng tìm được người thì chẳng phải là đùa người khác sao? Không thể nào, đây chẳng phải chúng ta mất công đến sao? Không thể nào, ký hiệu của cô ấy ở gần đây, hơn nữa không hề đứt đoạn, đã là ngày thứ tư rồi, lúc trước khi tôi đến cũng đã đưa cho cô ấy rồi, cô ấy có thể chạy đi đâu chứ? Dương Vân Kim cũng khó chịu, mắt nhìn thấy trời đã dần tối rồi, nếu như đến tối, nơi nơi đen ngòm thì rất khó để tìm, bọn họ căn bản không chuẩn bị gì cả, nếu như qua đêm ở đây thì rất nguy hiểm, hơn nữa lúc này bọn họ đã đến vòng ngoài của rừng nguyên sinh rồi, chuẩn bị đi vào khu vực trung tâm. Chẳng nhẽ Sâm Vương thực sự có thể chạy dưới lòng đất sao? Dương Vân Kim kinh ngạc. Tôi từng nghe bậc tiền bối trong thôn kể, Sâm Vương thành tinh có thể chạy dưới đất, nếu không bắt được thì sẽ chạy mất, vậy nên Nam Mỹ mới canh ở đây, sau đó tôi xuống núi thông báo, nhưng bây giờ không thấy cả Nam Mỹ lẫn nhân Sâm. Tần Lâm lắc đầu, thấy Dương Vân Kim cũng tỏ ra mơ hồ. Nhân Sâm biết chạy chắc chỉ là truyền thuyết, mặc dù thần kỳ nhưng tôi vẫn không tin nó có thể chạy. Dương Vân Kim nhìn ánh sáng mặt trời mờ mờ ở xung quanh, nói nhỏ, rõ ràng đang lo lắng. Mặt trời sắp xuống núi rồi, tối nay có khả năng sẽ phải ở đây, còn có nửa tiếng nữa, chúng ta nhất định phải tìm được Nam Mỹ, hoặc là tìm được hỗ để hạ trại. Nếu không rừng rậm buổi tối rất nguy hiểm, chỗ này gần rừng nguyên sinh, nước lũ và thú dữ không biết lúc nào ập tới. Mộc Tâm Lan vẫn còn sợ hãi nói. Cũng chưa chắc, anh Tần, núi Bạch Sơn có nhiều chuyện quỷ quái, hơn nữa bọn họ cũng kính sợ Sơn Thần Hồ Hoàng, hôm qua nhà em anh còn nhớ không? Bọn họ nhìn thấy một con hoàng bì tử, nó bị anh đuổi đi xong, bố em ngã từ trên bàn xuống, hơn nữa nó rất giống người, hình như khống chế được tinh thần của con người, rất đáng sợ. Tần Lâm gật đầu, cũng không thể không tin chuyện quỷ thần, anh vốn cùng hơi hoài nghi, nhưng nhất định phải kính sợ trong lòng. Trong y thuật cổ đại có ghi chép về những con yêu ma mạnh mẽ, mặc dù ghi chép trong sách cổ sư phụ cũng từng nói với anh nó chỉ là truyền thuyết thôi, thực sự có những thứ như yêu ma không thì là chuyện vô cùng mơ hồ. Mộc Tâm Lan lo lắng nhìn Dương Vân Kim. Đi lên thêm một đoạn nữa chính là rừng nguyên sinh rồi, chúng ta đi vào rừng nguyên sinh không? Năm đó Mộc Tâm Lan vì trẻ người non dạ, lạc ở trong rừng nguyên sinh một ngày một đêm, may mà bố ở cuối cùng tìm được. Nếu không chắc cô cũng chết ở đây, cô bây giờ đang ở đây, nỗi sợ kia cả đời cũng không xóa nhòa được. Bị lạc trong rừng nguyên sinh khiến người ta không thể nào thoát nổi, một khi bị lạc thì cũng đồng nghĩa với việc bị phán tội chết. Dương Vân Kim nghiến răng, nói nhỏ. Đi vào. Đây là vụ mua bán cả chục triệu, Sâm Vương đối với cô ta mà nó quá quý, hơn nữa có ký hiệu của Nam Mỹ, cô ta không thể nào bỏ cuộc giữa đường được, nhất định phải tìm đến cùng. Có tiền là có thể làm tất cả, mặc dù Dương Vân Kim sợ chết, nhưng Sâm Vương có thể giúp cô ta kiếm được số tiền cả đời tiêu không hết. Nhiều năm như vậy chưa có ai nhìn thấy Sâm Vương trăm năm, chỉ nghe người già trong thôn nói, 200 năm trước, có người hái được trong rừng sâu, nhưng cách thời nay quá lâu, đã không còn có thể kiểm chứng nữa. Bạn đồng hành của cô để lại ký hiệu cho chúng tôi, nếu như bỏ dở giữa đường, cô ấy có thể đã rơi vào nguy hiểm, việc này không chậm trễ được. Tần Lâm gật đầu, Sâm Vương đương nhiên quan trọng, nhưng bây giờ tính mạng cũng quan trọng, chỉ cần ký hiệu vẫn còn thì vẫn còn hy vọng tìm được người. Dương Vân Kim nhìn thấy mặt trời sắp lặn, trong lòng đầy lo lắng. Đúng rồi, chúng ta mau đi thôi, tìm được Sâm Vương rồi nói tiếp. Nửa tiếng sau, bọn họ đi nhanh hơn, mà lúc này, Tần Lâm cũng biết rõ, nguy hiểm càng ngày càng lớn, nhìn thấy rừng sâu càng ngày càng tối, ánh sáng xung quanh càng ngày càng mờ. Trong lòng mỗi người càng ngày càng lo lắng, nếu còn không tìm được nữa thì bọn họ sẽ phải qua đêm trong rừng nguyên sinh, mãnh thú có thể khiến bọn họ mất mạng. Dương Vân Kim sáng lên, bọn họ vượt mọi chông gai, cuối cùng thì khi mặt trời xuống núi cũng tìm được bạn đồng hành. Tìm được rồi. Dương Vân Kim lên tiếng, không ngờ Nam Mỹ lại bò lổm ngổm ở đây. Nam Mỹ. Trong đêm tối, đôi mắt cô ấy sáng rực, tràn đầy mệt mỏi cùng cẩn thận. Nhìn thấy Tần Lâm cùng Mộc Tâm Lan, đôi lông mày nhíu chặt, nhưng cũng không nói gì, chẳng qua chỉ phất tay tỏ ý bảo bọn họ ngồi xuống. Xuyệt, ngồi xuống, nhỏ giọng thôi. Dương Vân Kim rón rén, khẽ hỏi. Sao cô lại ở đây hả Nam Mỹ? Tôi gặp phải gấu đen. Nam Mỹ nói nhỏ, trong giọng nói có hơi run rẩy, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng Tần Lâm cũng kinh ngạc. Gấu đen sao, đúng là có thú dữ thật, trong mắt cô ấy đầy sợ hãi và lo lắng.
Dương Vân Kim hít sâu một hơi, ra dấu im lặng, mấy người ngồi xổm xuống. Cái gì? Dương Kim Tuyết lo lắng nói. Sâm Vương đâu? Là do Sâm Vương thu hút sự chú ý của con gấu, bảo vật đất trời, mũi của thú dữ còn nhạy bén hơn chúng ta, nó muốn ăn Sâm Vương trăm năm, tôi chỉ có thể đào Sâm Vương lên, hai ngày nay vẫn luôn chạy. Môi Nam Mỹ hơi khô, ánh mắt hoảng hốt, trong giọng nói đầy sự mệt mỏi và sợ hãi, gấu đen có thể ăn thịt người, hơn nữa bây giờ đã vào trong rừng nguyên sinh rồi, cô ấy càng kinh hồn bạt vía. Mộc Tâm Lan nói nhỏ, cô cũng cho rằng Sâm Vương biết chạy à? Nam Mỹ mặt đầy khổ sở, mệt bã người, dù chỉ có 3 ngày nhưng gầy đi không ít, gắng gượng lại bị gấu đen đuổi đến trong rừng nguyên sinh. Sâm Vương sao chạy được, có điều nó thực sự có thể dịch chuyển trong cự ly ngắn, cùng lắm chỉ 3-5 mét thôi, giống với hoa hướng dương, có thể di chuyển theo hướng mặt trời, chắc là mọc được trăm năm nên cũng có linh hồn, nhưng xung quanh nó có không ít dã thú. Tôi đào Sâm Vương ra, để trong hộp sau lưng, để bảo vệ Sâm Vương hoàn chỉnh, tôi đã phải đeo gần chục cân bùn đất. Dương Vân Kim thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thả lỏng được. Sâm Vương vẫn ổn là được. Nam Mỹ liếc nhìn Dương Vân Kim. Bà đây suýt nữa bị gấu đen giết chết, cô còn quan tâm Sâm Vương. Nam Mỹ nghiêm túc nói. Bây giờ nhất định phải mau chóng rời khỏi đây, còn gấu đen kia ở xung quanh, tôi thấy, 2 ngày nay tôi cũng sắp bị bọn nó làm cho mệt chết rồi, nếu không cũng không bị đuổi đến rừng nguyên sinh. Mộc Tâm Lan kinh ngạc. Cái gì, bây giờ đi, bây giờ tối lửa tắt đèn, duỗi tay không nhìn thấy 5 ngón, nhỡ may lạc thì chỉ còn đường chết. Nam Mỹ nhìn Mộc Tâm Lan nói. Bây giờ không đi thì tí nữa cũng bị gấu đen vồ chết. Con gấu đen đó cao khoảng 3 mét, chắc nặng 100-200 cân, một chưởng của nó là đủ để vồ chết người, nếu như không dựa vào rừng cây rậm rạp xung quanh thì tốt đã bị nó giết lâu rồi. Tần Lâm nói. Qua đêm ở đây chẳng khác nào chờ chết. Nhất định phải chạy, trốn ở đây, chẳng khác gì đợi chết, bây giờ đi về còn có cơ hội, nếu ngồi đợi chết thì có khả năng sẽ bị nó bắt được. Nam Mỹ nói. Đúng vậy, chúng ta phải chạy ngay bây giờ. Dương Vân Kim nhìn Nam Mỹ. Chúng ta còn chưa nói xong chuyện tiền bạc. Tần Lâm lạnh lùng nói. Chẳng phải đã bảo 10 triệu sao? Dương Vân Kim khẽ liếc mắt, nhìn Tần Lâm. 10 triệu. Bây giờ kinh khủng thế này, còn có mạng của 2 người, mạng của chúng tôi, bây giờ chúng ta gặp nguy hiểm thế này, 10 triệu là giá của nhân sâm, bây giờ chúng tôi phải tăng giá, nhất định phải tăng giá. Rời khỏi chỗ này trước rồi nói, Vân Kim. Nam Mỹ cười gượng, những người khác không hiểu Dương Vân Kim nhưng cô ấy hiểu rõ, Dương Vân Kim cái gì cũng tốt chỉ là tham tiền, có điều may mà người chị em này chẳng giấu gì nhau, sống chết có nhau. Mộc Tâm Lan trầm giọng nói. Cô có ý gì vậy? Dương Vân Kim ngạo nghễ nói. Giá bây giờ, 20 triệu. Mộc Tâm Lan trợn mắt nhìn Dương Vân Kim. Cô chẳng phải đang nâng giá quá đáng à? Dương Vân Kim cười khẩy nói. Cũng đâu thể nói như vậy, chị em tôi liều mạng mới tìm được, vốn có thể đào luôn nhưng vì mấy người mà suýt nữa chết ở đây, hơn nữa bây giờ chúng tôi mà không ra được thì giá của Sâm Vương có cao hơn thì cũng có ích gì chứ? Nam Mỹ nghiêm túc nói. Vân Kim, nếu đã thương lượng với ông chủ rồi thì chúng ta không được làm như vậy, như thế là không giữ chữ tín. Dương Vân Kim thản nhiên nói. Cô không cần nhưng tôi cần, tôi nhất định phải lấy chỗ đó, 20 triệu, thiếu một xu cũng không bán. Chúng tôi phải dùng mạng đổi, có nhiều thêm chút cũng đáng mà. Sâm Vương trăm năm là thứ vô cùng hiếm có, hơn nữa còn là nhân sâm tươi, có tiền chưa chắc mua nổi đâu. Cô rõ ràng không biết lý lẽ mà. Cứ đẩy giá như vậy, gian thương cũng không nâng giá được như cô. Mộc Tâm Lan căm hận nói, mặc dù không phải tiền của mình, nhưng tiền của anh Tần cũng không phải lá mọc trên cây, nếu đã là tiền của anh thì không thể bị người khác lừa bịp được. Dương Vân Kim lạnh lùng nói, lúc này cô ta hiển nhiên chẳng cần nể nang gì Tần Lâm. Thế thì phải xem mấy người rồi cuộc có muốn không, tôi mà đem Sâm Vương đến thành phố, thể nào chẳng có người mua. Nếu như không nể mặt ông chủ thì tôi cũng không bán cho mấy người đâu. 20 triệu, đồng ý thì bán, tôi cũng không miễn cưỡng. Cô, Mộc Tâm Lan tức đến mức dậm chân, nhưng anh Tần vẫn thờ ơ, thản nhiên, chẳng để ý đến. Dương Vân Kim cười nói. Nghĩ đến đâu rồi? Nam Mỹ khổ sở, nói nhỏ, mặc dù lần tìm Sâm Vương này khiến người ta rất kích động, nhưng không thể vì vậy đẩy giá được,
đó chẳng phải bán chữ tín của mình đi. Vân Kim, cô làm như vậy sau này người trong thôn sẽ nghĩ thế nào về chúng ta? Chữ tín, ha ha ha, chữ tín thì đáng bao nhiêu đồng? Chúng ta là người bán chứ không phải người mua, thích mua thì mua, chẳng nhẽ Sâm Vương trăm năm này không bán được sao? Dương Vân Kim chẳng thèm để ý, nếu Tần Lâm không lấy nữa thì cô ta cũng chẳng lỗ được, tìm người mua với giá 10 triệu là chuyện vô cùng dễ dàng, đây là Sâm Vương trăm năm đó, muốn còn khó gặp nữa là, người giàu trên đời này vẫn còn đầy kia mà. Tôi không sợ không bán được, chỉ sợ cô không sống tiếp được thôi. Tần Lâm nheo mắt lại, giọng trầm xuống. Anh còn muốn dọa tôi? Anh nghĩ Dương Vân Kim tôi dễ bị dọa thế cơ à? Tôi còn chưa gặp cái gì ở trong khu rừng này nữa. Thú dữ mà tôi giết còn nhiều hơn cơm mà anh ăn nữa kìa, đe dọa tôi sao? Anh còn chưa có cái tư cách đó đâu. Dương Vân Kim cười chế nhạo. Tôi không đe dọa cô nhìn đằng sau là biết. Tần Lâm nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh nói. Dương Vân Kim quay đầu nhìn về phía sau, trong màn đêm đen, chỉ nhìn thấy hai con mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm về phía cô ta, cách bọn họ chưa đến 10 mét. Bàn tay thô to, thân hình cao lớn, cái đầu khổng lồ, sừng sững như một bức tường khiến người ta sởn hết cả gai ốc. A! À, khuôn mặt Dương Vân Kim tái mét, hét lên một tiếng, run lẩy bẩy, bị dọa sợ bay hết cả hồn vía. Gấu đen! Chính là con gấu đen! Mộc Tâm Lan và Na Mỹ cũng giống như vừa mới tỉnh ngủ, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức phản ứng theo bản năng, chạy trốn thật nhanh. Tần Lâm theo sát phía sau để ngăn cản, hình như gấu đen đánh hơi được điều gì đó, bắt đầu tăng tốc độ chạy theo đám người Tần Lâm. Mẹ ơi, gấu đen! A! À, Dương Vân Kim sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, mặt tái mét không còn một giọt máu, liều mạng chạy về phía trước, nhưng trong rừng nguyên sinh, gấu đen quen thuộc hơn bọn họ nhiều. Bởi đây chính là địa bàn của chúng. Anh Tần, chạy mau. Mộc Tâm Lan nghĩ đến Tần Lâm đầu tiên, bởi vì anh Tần chưa vào trong rừng sâu như thế này, ba người bọn họ đều là người sống trong rừng núi. Cho dù Mộc Tâm Lan yếu đuối nhất thì cũng có kinh nghiệm, nhưng Mộc Tâm Lan lại sợ Tần Lâm không cẩn thận, nếu ngã thì sẽ thành món mồi ngon cho gấu đen mất. Anh không sao. Tần Lâm trầm giọng nói, Dương Vân Kim và Nam Mỹ chạy rất nhanh, chỉ có Mộc Tâm Lan là chạy chậm nhất. Cả ngày hôm nay cô ấy chưa được nghỉ ngơi, cũng nhiều năm rồi chưa vào trong rừng, đối với cô mà nói thì chạy trốn là việc khó khăn nhất. Năm đó Tần Lâm và sư phụ cũng đã từng tu hành ở trong rừng, mặc dù không phải rừng sâu núi thẳm như núi Trường Bạch nhưng cũng không đến nỗi bị gấu đuổi như thế này. Anh lo lắng cho Mộc Tâm Lan và hai người phụ nữ kia, mặc dù bọn họ nhiều kinh nghiệm nhưng hình như chưa gặp trường hợp này bao giờ, hơn nữa trong rừng sâu này cũng không phải địa bàn của bọn họ. Nếu lần này có người ngã xuống thì e rằng sẽ mất mạng. Nguy hiểm đang tiến đến rất gần, trong lòng mỗi người đều rất rõ, tuyệt đối không được dừng lại, một khi dừng lại thì đồng nghĩa với việc sẽ cận kề cái chết. Con gấu khổng lồ khiến mọi người run rẩy. Dương Vân Kim vừa mới lớn tiếng ra oai, vậy mà bây giờ cũng phải khóc lóc, không ngừng kêu la, sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau rồi bị gấu đuổi. Growl. Gấu đen ở đằng sau gầm lên, cơ thể to lớn. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh nhưng trong rừng rậm, nó không thể linh hoạt hơn con người được. Trong màn đêm đen như mực, nguy hiểm ở khắp nơi, ranh giới sống chết quá mỏng manh. Gấu đen còn có tên gọi khác là gấu đen Đông Bắc hoặc gấu chó, là loài động vật mà ai ở Đông Bắc cũng ghê sợ, còn oai phong hơn cả sư tử, hổ, báo. Ở Đông Bắc, rất thịnh hành kiểu lấy gấu đen ra dọa trẻ con, cho dù là người lớn hay trẻ con đều vô cùng sợ hãi. Người sinh sống ở trong rừng sâu lại càng biết rõ ràng hơn nữa, một số người già còn thường xuyên thấy các vết tích hoạt động của gấu đen. Nhưng mấy năm nay, con người không ngừng chặt cây, tàn phá rừng, làm mất cân bằng môi trường sinh thái, giết hại động vật hoang dã, lấy dược liệu quá đà khiến thiệt hại về tài sản rừng càng ngày càng nghiêm trọng. Có rất nhiều khu du lịch được xây dựng gần nơi thú dữ sinh sống, muốn di chuyển toàn bộ khu rừng nguyên sinh này đi, cho nên rất ít người có thể nhìn thấy dấu tích của bọn chúng. Trước mặt con người, dù có là loài thú dữ kinh khủng đến như thế nào cũng chẳng thể thắng nổi trực thăng, đại bác. Nhưng một khi đã bước vào rừng già, động chạm đến địa bàn cuối cùng của bọn chúng thì đám thú dữ đấy cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn, sẽ phản kích lại bằng bất cứ giá nào. Bây giờ Tần Lâm đã xâm nhập vào lãnh thổ của gấu đen, ở địa bàn của nó mà muốn làm mưa làm gió thì nó chắc chắn nó sẽ không thích. Hơn nữa, gấu đen đã coi Sâm Vương trăm năm. Bảo vật trời đất là đồ của mình từ lâu rồi,
con người cướp lấy chẳng phải là muốn gây sự với nó sao? Chắc chắn nó sẽ không nhượng bộ. Cảnh đuổi bắt chạy trốn ở trong rừng nguyên sinh đã diễn ra vô cùng kịch tính. Cứu mạng! Dương Vân Kim gào thét, chạy thật nhanh, nhưng ai có thể cứu cô ta vào lúc này chứ? Kỵ binh từ trên trời bay xuống à? Phi lý quá, không chạy nhanh hơn gấu đen thì chỉ có con đường chết. Cô ta chạy nhanh nhất, vì sức Mộc Tâm Lan có hạn nên tốc độ chậm dần lại, thở hồng hộc, Nam Mỹ còn hơn thế nữa, cô ấy vốn đã yếu ớt, không ngờ lại liên tiếp gặp nạn như vậy, còn đeo gần chục cân bùn đất chạy nữa. Đừng hét nữa, nếu không phải tại cô thì gấu đen đã không đuổi theo rồi. Nam Mỹ tức muốn chết, sự xuất hiện của Dương Vân Kim đã làm lộ lớp ngụy trang của cô ấy, khiến bọn họ gặp nguy hiểm, bây giờ bị gấu đen đuổi chạy thục mạng, một khi dừng lại thì bọn họ chắc chắn mất mạng. Nhưng lúc này trách ai cũng chẳng có tác dụng gì, gấu đen đã ngay đằng sau rồi, Tần Lâm chau mày lại, gấu đen sắp đuổi kịp anh rồi, anh có thể chạy nhanh hơn, nhưng người gặp nguy hiểm sẽ là Mộc Tâm Lan. A! À, một tiếng hét vang lên, tất cả mọi người đều giật mình, lại là Dương Vân Kim. Dương Vân Kim lập tức đâm phải người con gấu đen, bị bắn văng ra, thân hình to lớn khiến Dương Vân Kim rùng mình, ngã nhào xuống đất, run lẩy bẩy, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Mày đừng qua đây, đừng qua đây. Dương Vân Kim nói lý nhí, Tần Lâm nhận ra con gấu đen trước mặt và con gấu đen đằng sau không phải là một, cũng có nghĩa là có hai con gấu đen đang bao vây bọn họ. Bà nội nhà nó, đã nghèo còn mắc cái eo, đây không phải là liên tiếp gặp nạn thì là gì. Lúc này, trên không trung lại xuất hiện một trận tuyết, lạnh lẽo mênh mông đúng như nỗi lòng của Tần Lâm và những người khác. Tình hình sống chết trong gang tấc như thế này đúng là khiến người ta sợ hãi. Lại một con nữa. Mộc Tâm Lan cười khổ, nhìn về phía Tần Lâm, trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Đừng nói là hai con, một con bọn họ còn không đánh lại được, hai con ư. Chẳng phải là muốn đẩy bọn họ xuống vực sâu sao? Nam Mỹ, làm sao bây giờ, cứu tôi, cứu tôi. Dương Vân Kim nhìn vô cùng thê thảm, ngã nhào xuống đất, con gấu đen khổng lồ từ từ tiến lại gần. Đối với Dương Vân Kim, áp lực tâm lý và thử thách của linh hồn giống như bắt bản thân phải chết một cách vui vẻ vậy, biết rõ là phải chết nhưng cô ta lại không thể xoay chuyển được tình thế. Nam Mỹ cũng hơi biến sắc, run lên một cái, cả hai con gấu đều đuổi tới nơi rồi, trước một con sau một con, chặn hết đường trốn chạy. Lúc này là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vân Kim đã rơi vào thế bị động, ngã nhào xuống đất, sợ vãi linh hồn, đến mức không cử động được. Chạy mau! Nam Mỹ kêu lên, nhưng lúc này Dương Vân Kim đã không thể tự chủ được chuyện trốn chạy nữa rồi, cô ta hoang mang không biết làm gì, chân tay đều tê liệt hết cả. Nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ chết mất. Growl. Gấu đen vỗ lồng ngực, giống như muốn ra oai với Tần Lâm và những người kia, ánh mắt khủng bố đó đúng là khiến người ta khiếp đảm. Bọn họ bây giờ đang là món ăn đối với gấu đen, một bữa ăn khuya thịnh soạn, cơ thể của con người hấp dẫn hơn với những loài thú khác. Đây đúng là một bữa no nê của bọn chúng. Nỗi khủng hoảng trong Dương Vân Kim dần tan biến, cô ta muốn chạy, nhưng không chạy được, vì tay chân cô ta đã tê liệt rồi, gấu đen giống như một cơn ác mộng của cô ta, khiến cô ta không có sức lực phản kháng. Vèo! Một mũi tên hướng về phía gấu đen, bay qua trước mặt Tần Lâm và Mộc Tâm Lan, nhưng chỉ bắn có một mũi tên làm sao mà làm hại con gấu đen đó được, thử nghĩ mà xem, cơ thể của nó rắn chắc đến cỡ nào. Sức lực của nó vô cùng ghê người, một mũi tên không thể làm nó gục ngã mà chỉ khiến thú tính trong người nó càng kích động hơn thôi. Growl, growl growl. Những tiếng gầm điên cuồng, khiến cơn cuồng nộ của nó bộc phát ra ngoài, mấy thứ động vật thấp kém này dám làm hại nó phải xé nát mấy người này. Sao có thể như vậy được? Khuôn mặt Nam Mỹ tái mét, đây là mũi tên cuối cùng của cô ấy, ở đầu mũi tên có tẩm thuốc mê, cho dù là lợn rừng cũng sẽ bị hôn mê. Nhưng con gấu này lại chẳng có chút dấu hiệu nào, chỉ giống như bị chảy ra một chút thôi. Nam Mỹ, cô muốn hại chết tôi sao? Dương Vân Kim hét lên, nước mắt rơi lã chã, một cái vả của gấu đen có thể lấy đi cả sinh mạng của cô ta rồi. Nam Mỹ và những người khác đều biến sắc, trước mắt Dương Vân Kim tối sầm lại, nỗi sợ chết đã dần bao phủ trái tim cô ta. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, điều khiến Dương Vân Kim và những người khác không ngờ tới là cơ thể con gấu đen đó lại lảo đảo lùi về đằng sau, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Tần Lâm đứng bên cạnh Dương Vân Kim, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn cô ta, Dương Vân Kim đã sợ hãi kinh hồn bạt vía từ đời nào.
cảm ơn. Cú đạp này, rất đỉnh. Ánh mắt Nam Mỹ sáng lên, một đạp của Tần Lâm bay vút lên cao, đẩy lùi con gấu to như vậy, thật là kinh khủng. Mộc Tâm Lan cũng không ngờ, anh Tần lại lợi hại như vậy, quan trọng là trong thời khắc mấu chốt đã cứu Dương Vân Kim một mạng. Còn không đi mau. Tần Lâm trầm giọng quát. Dương Vân Kim lăn vài vòng đến chỗ Nam Mỹ, cô ấy đỡ Dương Vân Kim dậy, ba người vô cùng sợ hãi, nhưng bây giờ Tần Lâm mới là người đang trong tình thế nguy hiểm nhất. Con mắt đỏ au, run lên từng hồi, gào thét, gấu đen hoàn toàn mất kiểm soát, lao điên cuồng đến chỗ Tần Lâm, một con người bé nhỏ mà lại dám khiêu khích nó. Bị một đạp khiến gấu đen cảm thấy vô cùng kích động. Chạy mau, Nam Mỹ, chúng ta mau chạy thôi. Giọng nói của Dương Vân Kim run rẩy. Cẩn thận, anh Tần. Ánh mắt Mộc Tâm Lan đầy sự mong đợi, Tần Lâm vừa mới cứu Dương Vân Kim xong vậy mà cô ta chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Cô nghĩ bây giờ chúng ta có thể chạy được không? Nam Mỹ lắc đầu, con gấu đằng sau đuổi đến nơi rồi, hơn nữa còn chặn bọn họ, cho dù có kinh nghiệm săn thú mười mấy năm trong rừng, nhưng từ nhỏ đến giờ bọn họ vẫn chưa được gặp gấu đen lớn như thế này bao giờ. Lúc nhỏ, Nam Mỹ đã từng nhìn thấy một cảnh giết hại thảm thương, năm người bác và chú của mình là trai tráng trong vùng cũng không chạy thoát khỏi một con gấu đen, đã có hai người bị thiệt mạng, thảm hại đến nhường nào, ngang ngược đến nhường nào, trước mặt bọn chúng, con người vô cùng yếu đuối. Không, không thể nào. Dương Vân Kim ra sức lắc đầu, cô ta không cam tâm chết nơi đây, cô ta còn 10 triệu vẫn chưa tiêu cơ mà, cô ta còn phải đi du lịch khắp thế giới cơ mà, còn phải làm đẹp, còn phải ăn hết cao lương mỹ vị ở trên đời này nữa, nhưng tất cả dường như đã biến thành một giấc mộng hão huyền. Tại sao lại như vậy? Dương Vân Kim tuyệt vọng, một con gấu đen bọn họ vẫn còn cơ hội để chạy trốn, nhưng bây giờ là hai con, cho dù có 10 thanh niên trai tráng ở đây cũng chỉ có thể làm thức ăn cho bọn chúng mà thôi. Nhưng người trong tình thế nguy hiểm nhất bây giờ là Tần Lâm, vẻ mặt Tần Lâm cũng vô cùng nghiêm trọng, muốn đấu với gấu đen, anh phải thật sự cẩn thận. Cơ thể và sức mạnh của nó hoàn toàn khác đẳng cấp với anh, hơn nữa còn vô cùng nhanh nhẹn, trên người nó toát ra sự hung dữ của một con thú dữ cỡ lớn. May mà tốc độ của Tần Lâm có nhanh hơn nó, liên tiếp tránh được hai lần tấn công, Nam Mỹ và hai người kia vô cùng sợ hãi, nhưng Tần Lâm biết rõ anh phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không tất cả mọi người sẽ nguy hiểm, mất mạng như chơi. Tần Lâm nhảy lên, nhanh nhẹn tránh những đòn tấn công, anh muốn phản công nhưng vô cùng khó. Mấy cây châm bạc của anh chẳng thể ghim vào da thịt của nó, mà sức mạnh của anh thì lại quá yếu, trận chiến này e là không có phần thắng rồi. Chí ít là trong lòng Mộc Tâm Lan và hai người kia cũng nghĩ như vậy. Ba người đối mặt với một con gấu chắc sẽ tốt hơn Tần Lâm nhiều, mỗi người chạy một hướng, nó sẽ không thể đuổi theo ai cả. Một cú tấn công bất ngờ, gấu đen tách ba người ra, Mộc Tâm Lan và Dương Vân Kim ngã xuống đất, mặt Mộc Tâm Lan tái mét. Xem ra lần này cô sẽ cùng hy sinh với Tần Lâm rồi. Nhưng không ngờ, gấu đen lại chạy đến chỗ Dương Vân Kim, khiến cô ta khóc không ra nước mắt. Mày nhìn chằm chằm vào tao làm gì? Dương Vân Kim khóc vô cùng thảm thiết, nhưng gấu đen đâu thèm nghe lời cô ta, vung tay một cái, đã nắm được một cây cổ thụ ở bên cạnh xé vụn ra. May mà vào lúc đó, Dương Vân Kim được Nam Mỹ kéo ra mới tránh được một kiếp nạn. Bên Tần Lâm tránh đòn tấn công, tìm sơ hở của gấu đen. Chỉ có thể tìm ra mới có thể khống chế nó, đối với Tần Lâm thì chạy trốn là việc rất dễ, nhưng anh không thể bỏ lại ba người phụ nữ kia được, ba sinh mạng sao anh có thể thấy chết mà không cứu chứ? Growl. Gấu đen giống lên, vì Tần Lâm quá nhanh nhẹn, nó không thể bắt được anh, hơn nữa mỗi lần anh nhảy từ trên cây xuống đều đánh trúng người nó, đá nó đến nỗi lảo đảo đứng không vững, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều này lại khiến nó vô cùng khó chịu, gấu đen thẹn quá hóa giận. Tự cho rằng bản thân bị sỉ nhục. Bàn tay của nó giống như một cái quạt lớn, giáng xuống người Tần Lâm khiến anh không thể tránh né, sau đó anh giơ hai tay bắt lấy cánh tay của nó, cơ thể bị đè ép với lực vô cùng lớn. Ánh mắt Tần Lâm thay đổi, nhanh chóng lùi về sau, lấy lùi làm tiến, dùng bốn lạng đánh bạt ngàn cân, lập tức xoay người, gấu đen bị Tần Lâm kéo ngã xuống đất, huỳnh một cái, ngã vào một cái cây vô cùng đau đớn. Gấu đen tức giận. Bắt đầu liều mình tấn công Tần Lâm, cho dù đánh phải những cây cổ thụ lớn, làm rụng một đống lá cũng phải bắt được Tần Lâm, ánh mắt của gấu đen giống như phun ra lửa vậy, đầy sự phẫn nộ, muốn giết chết Tần Lâm, ăn tươi nuốt sống anh, nhưng Tần Lâm lẩn trốn nhanh như một con lươn, khiến nó không thể bắt được.
Tần Lâm dần phát hiện ra, dưới nách và mắt của gấu đen là điểm yếu của nó, hơn nữa còn có huyệt đạo chí mạng, chỉ có thể đánh một đòn thật mạnh vào dưới nách hoặc mắt của nó thì mới có cơ hội đánh bại gấu đen. Nhưng gấu đen cũng biết, nó chắc chắn sẽ không để Tần Lâm ra tay một cách dễ dàng, có thể trở thành vua của muôn loài trong cánh rừng nguyên sinh Đông Bắc, sức mạnh của nó đương nhiên không còn gì để nghi ngờ. Đây là lúc để phản công. Ánh mắt Tần Lâm lóe một cái, thấy bóng dáng Mộc Tâm Lan và hai người kia đang chạy trốn thục mạng, anh cũng rất lo lắng, nhưng cũng chẳng còn cách khác, may mà bọn họ có ba người, chứ không phải một người, gấu đen luôn tìm kiếm mục tiêu, bị ba người làm rối loạn, chỉ cần bọn họ không bị bắt thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tần Lâm biết, thời khắc sinh tử sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, một khi đã bỏ lỡ thì chỉ có con đường chết mà thôi. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào đòn phản kích của anh mới có cơ hội giúp bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh. Tần Lâm nắm chắc châm bạc trong tay, không ngừng phi về phía gấu đen, châm bạc của anh vô cùng chuẩn xác, gấu đen bị châm bạc ghim thẳng vào mắt. Growl growl. Gấu đen gào thét, che mắt lại, cơn tức giận bừng lên ngày càng lớn, bị loài người trêu đùa, sau đó còn bị đâm vào mắt, cho nên lúc này nó sắp bị Tần Lâm làm cho tức điên rồi, điên cuồng xông về phía Tần Lâm. Đánh lung tung chúng mấy cái cây, trong không trung lá bay tán loạn, không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng. Tần Lâm lùi lại, bây giờ gấu đen đã mù một mắt, lần này nó đã trở thành một con gấu mù đích thực. Nhưng bị mù một mắt lại khiến nó càng tức giận hơn, sức lực chiến đấu lại càng nâng cao, Tần Lâm hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, chiến đấu với con gấu đen to lớn như thế này, chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Nhưng lần này gấu đen đã có kinh nghiệm từ lần trước, sẽ không để Tần Lâm dễ dàng ra tay nữa. Hai bên vừa đuổi vừa trốn, Tần Lâm rất may mắn vì học được ở sư phụ rất nhiều bản lĩnh bảo vệ bản thân, nếu không đã chết trong tay gấu đen từ lâu rồi. Hồi mã thương, Tần Lâm đang chạy nhanh về phía trước thì bất ngờ quay lại, nhảy lên cây, vung tay một cái, châm bạc bắn ra như một cơn mưa hoa lên, rơi xuống dưới, phóng thẳng vào gấu đen. Lúc này, gấu đen không tránh kịp, lại bị bắn châm bạc vào mắt. Growl growl. Gấu đen lấy đôi tay che con mắt lại, ngã xuống mấy cái cây, choáng váng, đầu đau như búa bổ, hơn nữa mắt cũng bị mù rồi chẳng nhìn thấy gì nữa cả nên nó không còn điên cuồng hung mãnh như lúc nãy nữa. Gấu đen bị mù cả hai mắt, không còn là mối đe dọa với mọi người nữa rồi. Tần Lâm đã tìm đúng cơ hội, đã đánh nó một đòn chí mạng, mới có thể yên tâm rời khỏi. Chết đi. Tần Lâm cầm nắm châm bạc, phi tiếp vào dưới nách nó, sau đó đấm một cú mạnh mẽ vào phần dưới nách, đánh đến nỗi tàn phế cả cánh tay của nó, hơn nữa, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Growl, growl. Gấu đen đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, Tần Lâm cũng chẳng có tâm trạng ở đây dây dưa với nó, không giết nó, cứ để mặc cho nó tự sinh tự diệt. Mà lúc này Tần Lâm phải nhanh chóng đi cứu đám người Mộc Tâm Lan, cũng không biết bọn họ như thế nào rồi. Tần Lâm nhảy lên, bước chân vững vàng, nhanh như tia chớp, phải nhanh đến nơi nếu không kết cục sẽ vô cùng khó lường. A! À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Dương Vân Kim đã khóc cạn nước mắt, cô ta cũng không biết sao lại xui xẻo đến vậy, con gấu đen này giống như có thủ với cô ta vậy, chọn đúng cô ta để tấn công, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội chạy trốn, nếu con gấu đen này đuổi theo nam Mỹ hoặc người phụ nữ kia thì cô ta đã chạy trốn lâu rồi, nhưng bây giờ cô ta đã là mục tiêu chính của gấu đen. Vân Kim, cẩn thận. Đúng vào lúc quan trọng, bàn tay gấu đen vung lên, Dương Vân Kim không thể né tránh, Nam Mỹ không hề do dự chạy đến chặn trước mặt Dương Vân Kim, bây giờ cô ấy cũng là người bị nguy hiểm nhất, trở thành đối tượng tấn công của gấu đen. Bịch, một tiếng đập nặng nề, Tần Lâm đã tới kịp, gắng đỡ lấy đòn tấn công này, đẩy Nam Mỹ ra, cô ấy ngây người, ánh mắt đầy sự ấm áp, bây giờ anh tình nguyện xả thân cứu giúp, người đàn ông này thật mạnh mẽ, cũng rất dũng cảm. Tần Lâm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nghiêm trọng, may mà anh đã vận kinh khí, nếu đập vào người mấy người phụ nữ kia thì chắc chắn sẽ mất mạng. Chạy mau, chúng ta mau chạy thôi. Dương Vân Kim kéo Nam Mỹ dậy, quay người định chạy, nhưng Nam Mỹ lại nói dù thế nào cũng không đi. Anh ấy đã cứu chúng ta, sao lúc này rồi mà cô còn nghĩ đến việc bỏ mặc anh ấy chứ? Nam Mỹ lắc đầu, ánh mắt dứt khoát. Cô bị điên à? Đánh nhau với gấu đen chẳng phải là muốn chết sao? Cô quên chú hai và bố cô đã chết như thế nào rồi sao? Nam Mỹ cô đừng có ngây thơ quá, mau đi thôi. Dương Vân Kim khẽ quát.
tôi không quên, nhưng tôi biết, nếu vừa rồi không phải có anh ấy cứu thì hai chúng ta đã chết rồi. Làm người phải có lương tâm. Nam Mỹ trừng mắt nhìn Dương Vân Kim, Dương Vân Kim hừ lạnh một cái. Cô có lương tâm, cô là người tốt, tôi là người xấu, được chưa? Cô không đi thì tôi đi. Dương Vân Kim tức giận nói. Dương Vân Kim muốn chạy, nhưng gấu đen làm đổ mấy cây xung quanh vào người cô ta, tay cô ta bị đè dưới thân cây, nếu không phải có đám cỏ lót thì cánh tay cô ta đã tàn phế rồi. À, cánh tay của tôi không muốn chết, Nam Mỹ, Nam Mỹ. Dương Vân Kim thực sự muốn chết luôn đi cho xong, xui đến mức uống nước cũng mắc kẽ răng. Mặt Dương Vân Kim tái mét không còn giọt máu, cô ta không thể rút tay ra được, lo lắng đến mức bật khóc, nhưng lại không có ai giúp cô ta, vì lúc này Nam Mỹ đã chạy đến giúp Tần Lâm rồi. Tần Lâm bị gấu đen đánh cho một chưởng, động tác cũng chậm chạp đi nhiều, cơ thể bị tổn thương, cổ tay hơi run rẩy, liên tiếp bắn châm bạc 3 lần nhưng không trúng con mắt của gấu đen. Đúng lúc Tần Lâm và gấu đen đang đánh nhau, Nam Mỹ nhanh chóng trèo lên cây lớn, vót một cành cây thẳng tắp, nhắm vào mắt gấu đen. Tần Lâm và gấu đen vừa đuổi vừa trốn, cô ấy chưa bắn tên vội mà chờ đợi cơ hội, một khi không trúng là cô ấy không còn bất cứ một cơ hội nào nữa. Gấu đen hình như cùng ý thức được đồng loại của mình đã gặp nguy hiểm, nên càng cơn giận với Tần Lâm càng lớn hơn, nhất định phải đưa Tần Lâm vào chỗ chết. Tuyết rơi ngày càng lớn, giống như lông ngỗng vậy. Đúng như Mộc Tâm Lan đã nói, tuyết tháng 10 lạnh thấu tim gan, nhiệt độ trong rừng nguyên sinh cũng thay đổi, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tần Lâm nhảy lên cao, đạp vào ngực của gấu đen, nó lùi lại 2 bước, nhưng lại xông lên tấn công một lần nữa, 2 bàn tay vỗ vào nhau như muốn bóp chết Tần Lâm. Đúng lúc này, Nam Mỹ cuối cùng cũng ra tay, gang bàn tay đã chảy mồ hôi, chiêu cuối cùng cũng được phóng ra, chính giữa lòng đen. Nhân lúc gấu đen không để ý đã chọc chúng vào mắt nó. Tần Lâm nhân cơ hội thoát thân, tận dụng thời cơ, đạp vào thân cây bay lên, đấm túi bụi mấy cái vào dưới nách của nó, 10 mấy cú đấm làm cánh tay gấu đen tàn phế. Tần Lâm xoay người, nhảy lên, 2 chân kẹp cổ nó, cưỡi lên đầu nó, 1 tay kẹp 3 cây châm bạc đâm vào con mắt bên kia của nó. Growl, growl. Gấu đen ra sức vùng vẫy, muốn vứt Tần Lâm ra, nhưng không thể nhìn rõ những thứ xung quanh. Quờ quáng lung tung, vấp ngã liên tục, bị ngã chảy máu đầu, bước chân lảo đảo, không thể đi tiếp được, vì cây cổ thụ dày quá, nhìn thấy còn phải cẩn thận không lại đâm vào chúng chứ đừng nói tới bây giờ đã mù cả 2 mắt, bước đi loạng choạng không thể đi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Mau đi thôi. Tần Lâm nhìn về phía Mộc Tâm Lan rồi trầm giọng nói, bây giờ bọn họ không cần phải ở đây nữa, con gấu đen này cũng sắp chết rồi, mù mắt nên không thể tìm đồ ăn. Mất đi năng lực chiến đấu, cái chết bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tần Lâm và Nam Mỹ liếc nhìn nhau, hơi gật đầu, trong thời khắc quan trọng nhất, 2 người đã hợp sức tiêu diệt con gấu đen, công lao của Nam Mỹ cũng rất to lớn. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không có thể sẽ bị những loài thú dữ khác để ý, gây ra tiếng động lớn như vậy, gấu đen chắc chắn xong đời rồi, không nên ở nơi đây quá lâu. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây mới có thể đảm bảo an toàn, không cần nói cũng biết ban đêm là lúc nguy hiểm nhất trong khu rừng này. Cứu tôi! Dương Vân Kim nước mắt lưng tròng hét lên, Nam Mỹ chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô ta. Tần Lâm nhìn Dương Vân Kim một cái, Dương Vân Kim cũng nhìn Tần Lâm hét lên. Ngây ra đó làm gì, còn không lại đây giúp một tay. Mộc Tâm Lan vội chạy đến, cứu người quan trọng. Anh trai, giúp một tay đi. Nam Mỹ nhìn về phía Tần Lâm, nói nhỏ, Tần Lâm gật đầu, 3 người cùng xuống vào đẩy cái cây kia để Dương Vân Kim rút tay ra. Cánh tay của tôi, sưng hết lên rồi. Hu hu hu, cánh tay của tôi. Dương Vân Kim khóc lóc, Nam Mỹ vỗ vai cô ta an ủi. Yên tâm đi, chưa gãy xương là may rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng phải là nhanh chóng rời khỏi nơi đây sao? Mộc Tâm Lan vẫn còn sợ hãi nói. Mặc dù bây giờ đã giải quyết xong con gấu đen, nhưng không có nghĩa là không gặp chuyện khác, nhớ gặp bất trắc ở đây thì không đáng. Tần Lâm nhìn xung quanh, vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của gấu đen ở đằng xa, nhưng bây giờ muốn rời khỏi chỗ này lại là điều vô cùng khó khăn. Nhưng không biết tại sao, anh luôn cảm thấy có thứ gì đó theo sau bản thân. Bông tuyết bay trong không trung ngày càng nhiều, nhiệt độ cũng giảm xuống nhanh chóng. Bông tuyết bay trong không trung khiến con đường trước mặt càng trở nên mơ hồ. Bây giờ chúng ta đã không còn đường nữa,
vừa rồi sau khi trốn chạy gấu đen chúng ta đã chạy loạn hết rồi, không thể tìm lại con đường ban đầu nữa. Hơn nữa cho dù có tìm được cũng chưa chắc đã rời khỏi đây được, vì ký hiệu đã bị tuyết vùi lấp rồi, lớp tuyết cũng đã dày hơn nửa mét, tầm nhìn còn chưa đến 10 mét, bây giờ mà chúng ta tiếp tục đi thì rất có khả năng sẽ lạc trong cánh rừng này mất. Vẻ mặt Nam Mỹ nghiêm trọng, sau khi thoát khỏi con gấu đen thì bọn họ vẫn gặp nguy hiểm trong rừng sâu. Đúng đấy, tuyết rơi nhiều quá, nếu bây giờ chúng ta tiếp tục đi thì chỉ có đường chết thôi, không tìm được đường, mất phương hướng, đồng nghĩa với việc tuyên án tử hình với bản thân, tuyết ngừng rơi thì con đường lúc đầu cũng bị chặn mất rồi, dấu vết cũng bị xóa sạch, không có phương hướng, không có mục tiêu, chúng ta sẽ lạc đường, khu rừng nguyên sinh này kinh khủng hơn bất cứ nơi nào khác, bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng tuyết rơi ít đi, dừng lại sớm một chút mới có thể tìm được lối ra. Tần Lâm gật đầu nói. Vậy chúng ta phải ở đây chờ chết sao? Anh tưởng anh là ai? Anh có thể ra lệnh cho tôi sao? Tôi mới là thợ săn ở đây, bây giờ phải đi, nếu không sẽ không còn đường sống, nếu còn không mau rời khỏi đây thì chúng ta sẽ chết cóng, anh có biết tuyết chặn núi lạnh như thế nào không? Anh vào rừng già bao giờ chưa? Bây giờ không đi, cho dù là thú dữ hay tuyết lớn, hay là chướng ngại vật trong rừng già chúng ta cũng không thể vượt qua được. Dương Vân Kim không phục, vẻ mặt nặng nề nói. Cô tài giỏi như vậy, cô là người săn thú lão luyện, vậy mà gặp gấu đen lại chạy nhanh nhất. Tần Lâm lạnh lùng nói. Anh, thật nực cười, nếu tôi không chạy, chẳng lẽ chờ gấu đen đến ăn thịt tôi à? Dương Vân Kim không chịu yếu thế, sao bản thân có thể ngồi chờ chết được? Đủ rồi, Vân Kim, chúng ta không thể đi được, bây giờ thể lực của chúng ta đã bị tiêu hao nhiều, mọi người đã đi nửa ngày rồi, nếu bây giờ tiếp tục đi thì chúng ta sẽ chết mệt, chết rét. Thậm chí là bị chết mê ở đây luôn, mưa tuyết không dừng lại, chúng ta căn bản không thể tìm được lối ra. Nam Mỹ chau mày, mặc dù cô ấy và Dương Vân Kim là đồng bọn, nhưng Dương Vân Kim sợ hãi quá, bây giờ nhất quyết đòi rời khỏi nơi đây, mất đi những đánh giá cơ bản nhất, chỉ muốn rời khỏi chỗ này, nếu không sẽ kéo tất cả mọi người vào con đường chết mất. Sao cô lại nghe lời anh ta, Nam Mỹ, cô có biết bây giờ chúng ta nguy hiểm như thế nào không? Dương Vân Kim hừ lạnh. Mau đưa Sâm Vương cho tôi, để tôi mang, tôi sợ cô sẽ bị lừa, rồi đưa Sâm Vương cho ai đó cũng nên. Nhưng vai của cô, không sao, tôi chịu được. Dương Vân Kim bỏ mạng chứ không bỏ của, đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến Sâm Vương. Được thôi, cầm lấy đi. Nam Mỹ đưa Sâm Vương cho Dương Vân Kim, cô ta xem nó như bảo bối, như thể nó là mạng sống của cô ta vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cắm trại tại chỗ à? Tôi nghe theo cô đấy Nam Mỹ. Tìm chỗ nào đó tránh gió, đốt ít củi, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, tuyết càng ngày càng lớn, chỉ cần chúng ta có thể sống sót qua đêm nay, ngày mai ắt sẽ ổn. Nam Mỹ trầm giọng nói, sau đó nhìn sang Tần Lâm, anh cũng tỏ vẻ đồng ý với quyết định này. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm mất ngủ, vừa đói vừa lạnh thì không nói làm gì, tuyết còn dày đặc, như đang đè lên thần kinh của mọi người. Muốn rời khỏi đây là chuyện hết sức khó khăn, không một ai có thể biết được sáng mai mặt trời có mọc như thường lệ hay không, hoặc bọn họ có bị trận tuyết vùi lấp hay không. Tần Lâm ngồi thiền luyện công, vận hành châu thiên, khí ngự đan điền, đây là chiêu bích cốc do sư phụ chỉ dạy, có thể khống chế các chức năng của cơ thể xuống trạng thái thấp nhất, nó gần như đạt đến trạng thái ngủ đông của loài rắn, đương nhiên thể lực cũng giảm đến mức tối thiểu. Sáng sớm hôm sau, Mộc Tâm Lan nhìn thấy Tần Lâm đắp chăn bông cho cô. Ánh mắt cô hơi cảm động, đêm qua cô ngủ rất ngon, tuy là nơi hoang vu, nhưng dù sao cũng đã có anh Tần ở đây, hơn nữa lại vô cùng ấm áp. Nam Mỹ cũng đem lòng ngưỡng mộ, Mộc Tâm Lan thật may mắn khi có một người bạn trai như vậy. Mặt khác, cả Nam Mỹ và Dương Vân Kim đều đang run lên vì lạnh, nhưng lúc này trời cũng đã sáng, tuyết phủ một lớp dày bao bọc toàn bộ khu rừng bởi màu trắng bạc, căn bản không thể thấy được chút ánh xanh nào cả, thảm thực vật xung quanh đã bị lớp tuyết dày vùi lấp. Băng tuyết lạnh đến thấu xương, mọi người nghỉ ngơi qua đêm, ăn chút lương khô để có sức rồi mới có thể kiếm được đường ra, tuyết phủ dày bít cả đường đi, đương nhiên sẽ gây khó khăn cho bọn họ hơn lúc trước. Anh Tần, việc không thể chậm trễ được, chúng ta mau chóng đi thôi. Sau khi Mộc Tâm Lan mặc đồ cho Tần Lâm xong, bèn cúi đầu nói, trong lòng đầy sự ngọt ngào, không cần nói cũng có thể thấy được, mặc dù bây giờ lo lắng đủ đường, nhưng anh Tần đã khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Nam Mỹ, miệng cô sao thế?
Tại sao lại biến thành màu tím rồi? Dương Vân Kim ngây người, nhìn Nam Mỹ một cách chần chừ rồi nói. Sao có thể như vậy được? Môi của cô cũng tím rồi kìa. Nam Mỹ nhìn Dương Vân Kim, vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, dường như bọn họ đã nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Sao lại như thế được? Dương Vân Kim đứng dậy, nhưng đã trực tiếp ngã xuống đất, cảm giác mất hết sức lực, cả người bị vùi trong băng tuyết, chỉ lộ ra phần mông và hai chân. Vân Kim. Nam Mỹ đứng dậy, nhưng toàn thân cô bỗng run lên, cảm thấy vô cùng yếu ớt, cũng ngã xuống lớp tuyết dày, gương mặt cô đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tần Lâm kéo lấy chân của Dương Vân Kim, lập tức lôi cô ta ra khỏi lớp tuyết. Có phải tôi sắp chết rồi không? Tôi cảm thấy khó thở quá. Dương Vân Kim lại khóc. Tôi cũng vậy. Nam Mỹ khàn giọng, thở dốc liên tục, nhưng càng lúc cô lại càng cảm thấy khó thở. Tần Lâm nhíu mày, anh và Mộc Tâm Lan không hề xảy ra chuyện gì cả. Lúc này Tần Lâm đột nhiên nhìn thấy một con rắn, nó lao ra từ phía sau Dương Vân Kim, phóng thẳng về phía Tần Lâm, anh chợt nhíu mày, sau đó né tránh, nhưng con rắn đủ màu đó đã lao vào trong tuyết, biến mất không chút dấu vết. Rắn, là rắn. Mộc Tâm Lan kinh hãi la lên. Hai người chúng ta bị rắn cắn ư. Nam Mỹ nghiêng đầu, mặt mày tái mét, con rắn vừa rồi dài hơn 2 mét, vô cùng đáng sợ, hơn nữa, thứ càng sặc sỡ mới là thứ càng đáng sợ. Những người sống ở vùng núi đều rõ hơn ai hết, rắn càng độc thì càng có nhiều màu sắc. Là thanh hoa linh. Tần Lâm liền đưa mắt nhìn xung quanh. Cẩn thận, con thanh hoa linh này phải có ít nhất 20 năm tuổi, độc tính vô cùng mạnh, hai người đã bị nó cắn rồi. Thanh hoa linh. Toàn thân Nam Mỹ run lên, cô chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng đã từng nghe nói qua sự tồn tại của thanh hoa linh. Người xưa nói rằng nó là loại rắn độc nhất ở núi Trường Bạch. Hơn nữa còn vô cùng có linh tính, một khi chúng xuất hiện thì sẽ mang theo báu vật của trời đất. Chẳng phải sự tồn tại của thanh hoa linh giống với rắn hổ mang hay sao? Bị nó cắn, thì... Sắc mặt Mộc Tâm Lan hơi thay đổi, trong lòng run lên, chẳng lẽ con thanh hoa linh đó vẫn còn quanh quẩn ở đây chưa đi sao? Nam Mỹ và Dương Vân Kim đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng khó tả, bị một con thanh hoa linh cắn, vậy thì chắc chắn sẽ chết phải không? Cho dù bây giờ có được đưa đến bệnh viện đi nữa thì có lẽ cũng sẽ không thể cứu được đâu nhỉ. Nam Mỹ, làm sao đây, tôi không muốn chết, tôi còn muốn sống mà. Dương Vân Kim khóc không ngừng, bây giờ bọn họ căn bản không cần tìm đường nữa, bởi vì Thanh Hoa Linh đã phán cho bọn họ án tử. Chắc là do Sâm Vương đã thu hút bọn chúng. Tần Lâm trầm giọng nói. Hai người chúng ta không tiếp xúc với Sâm Vương, vậy nên trên người mới không có mùi vị nồng đậm. Nhưng hai người bọn họ lại từng cầm qua Sâm Vương, đương nhiên trên người sẽ có mùi hương rất nồng, đó là lý do bọn họ trở thành mục tiêu của Thanh Hoa Linh. Bây giờ anh nói mấy thứ này thì có tác dụng gì chứ? Chúng tôi đã bị Thanh Hoa Linh cắn rồi, dù có nói gì thì cũng sẽ khó mà sống sót được. Hu hu hu! Dương Vân Kim vô cùng tức giận, nhưng hô hấp càng ngày càng yếu. Đều tại anh cả, nếu như không phải do anh thì căn bản chúng tôi đã không bị lạc ở đây. Cũng không bị rắn cắn, đều là lỗi của anh, tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu. Dương Vân Kim hận Tần Lâm đến thấu xương, đều do anh nên bản thân mới bị thanh hoa linh cắn, đến mức phải chết ở đây. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, đây đều là lựa chọn của cô cả, trách tôi sao? Nếu như không có tôi thì cô đã bị gấu đen ăn mất rồi. Tần Lâm cười khẩy, Dương Vân Kim này thực sự còn không ý thức được hoàn cảnh của cô ta hiện tại. Bây giờ chúng tôi không cần phải tìm đường nữa rồi, ha ha. Nam Mỹ cười khổ rồi lăn ra đất, cảm thấy vô cùng thất vọng và hụt hẫng, bởi vì cô biết được chẳng còn cách nào cứu nổi mạng mình cả. Hai người mau đi đi, chạy được bao xa thì chạy, rời khỏi chỗ này đi, có thể sống được hay không thì đành phải dựa vào tạo hóa của hai người. Bản thân khó tránh khỏi cái chết, nhưng Nam Mỹ vẫn hy vọng Tần Lâm và Mộc Tâm Lan có thể rời khỏi nơi này. Cô muốn bọn họ có thể sống sót để thông báo về cái chết của mình, coi như cô có chết cũng nhắm mắt. Sắc mặt của Nam Mỹ và Dương Vân Kim dần trở nên tím tái, trông vô cùng đáng sợ. Mộc Tâm Lan nấp sau lưng Tần Lâm, đoán định hai người trước mặt chắc chắc sẽ phải chết. Cô càng vùng vẫy sẽ càng khiến cho bản thân bị thanh hoa linh cắn, kết cục cũng sẽ chết ở nơi đây, căn bản không thể nào thoát ra ngoài được. SS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 
tuyết bay ra một bóng đen đáng sợ,
lại là con Thanh Hoa Linh lúc nãy. Tần Lâm sớm đã biết Thanh Hoa Linh sẽ nhằm Sâm Vương mà đến, chắc chắn nó vẫn chưa chịu từ bỏ. Thanh Hoa Linh lao ra, Tần Lâm lập tức tìm cơ hội ra tay trong nháy mắt. Đánh rắn phải đánh bảy tấc sao, Tần Lâm nhanh như chớp tóm lấy Thanh Hoa Linh, sau đó bóp mạnh nó, giây tiếp theo liền khiến Mộc Tâm Lan ngơ ngác, Tần Lâm đã trực tiếp cắn nứt đầu nó. Sao đánh rắn phải đánh bảy tấc, đánh rắn phải đánh cho chết, nếu không sẽ bị hại. SSSSSS. Sau khi Thanh Hoa Linh bị Tần Lâm cắn nứt đầu, thật sự đã chết, lúc này Nam Mỹ và Dương Vân Kim mới sửng sốt, thủ đoạn của Tần Lâm cũng tàn nhẫn quá rồi, thật không ngờ anh lại trực tiếp cắn nứt đầu Thanh Hoa Linh. Đều tại anh cả, cho dù có giết chết Thanh Hoa Linh thì chúng tôi cũng sẽ phải chết thôi, khốn kiếp. Dựa vào gì mà tôi phải chết ở đây chứ, tại sao người chết không phải là anh? Dương Vân Kim gầm lên, nước mắt chảy ròng ròng, mặt đầy ai oán. Tần Lâm tiến lên, dùng hai tay túm lấy cánh tay của Dương Vân Kim, khiến khóe miệng cô ta run lên vì sợ hãi. Anh muốn làm gì, anh đừng động vào tôi, nam nữ thụ thụ bất thân. Dương Vân Kim có thể cảm giác được hơi thở của Tần Lâm đến gần mình, nó vô cùng rõ ràng. Nam nữ thụ thụ bất thân, phải không, vậy nếu tôi muốn làm gì đó thì cô có cản được không? Ha ha ha, Tần Lâm cười chế giễu. Dương Vân Kim căn bản không dám nhìn vào mắt Tần Lâm. Trong lòng cô ta sợ hãi muốn chết đi được, anh ta sẽ không dám làm gì mình lúc này đúng không? Cô ta đã thấy nhiều tên đàn ông biến thái trên mạng rồi, thật khiến người ta buồn nôn, có lẽ Tần Lâm cũng là loại đàn ông như thế. Dừng tay! Nam Mỹ tức giận nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Tần Lâm quay đầu lại nhìn Nam Mỹ sững ra một lúc, Tần Lâm lập tức xé áo khoác cô ra, để lộ cánh tay trắng như ngọc, sắc mặt Nam Mỹ thay đổi ngay tức thì, cô run lên bần bật. Anh muốn làm gì? Nam Mỹ nghiến răng, nhưng tay chân cô không hề có lực phản kháng, cơ thể cô đã suy yếu đến cực hạn, sắc mặt tái xanh, môi thâm tím, giống hệt như sắp chết vậy, không ngờ Tần Lâm lại muốn làm nhục cô vào lúc này ư. Đúng là mưu đồ bất chính. Anh nhất định đã đắm chìm trong sắc đẹp của Nam Mỹ, nên mới muốn xâm phạm cô vì có ý tốt nên mới để anh nhanh chóng rời đi, xem ra tên này thật đúng là một con sói. Anh Tần. Anh không thể làm vậy được, cô ấy sắp chết rồi, tại sao anh lại như thế được? Mộc Tâm Lan lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể ngờ mình lại nhìn lầm Tần Lâm, hóa ra anh lại là một tên đàn ông đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ như vậy. Nam Mỹ quả thực rất xinh đẹp, cho dù khuôn mặt có tím tái đi chăng nữa thì cơ thể của cô ấy vẫn khiến cho Mộc Tâm Lan phải ngưỡng mộ, một tuyệt thế giai nhân như vậy, trên đời quả thực vô cùng hiếm có. Vóc dáng Nam Mỹ cực kỳ đầy đặn. Tuy quấn chăn bông nhưng vẫn không thể che đi được ánh mắt lanh lợi, chiếc mũi cao cùng với các đường nét thanh tú trên mặt cô, thật sự không thua gì với những ngôi sao lớn. Một phần cánh tay trắng như ngọc lộ ra ngoài, mỏng manh dễ vỡ, một người phụ nữ xinh đẹp như thế này mà chết đi thì ngay cả Mộc Tâm Lan cũng cảm thấy đáng tiếc. Khốn nạn, đừng động vào tôi, đừng. Giọng Nam Mỹ trầm xuống, nhưng cô căn bản không thể nào thoát khỏi tay Tần Lâm được. Mặt Tần Lâm trở nên nghiêm nghị. Không nói một lời liền nắm lấy cánh tay Nam Mỹ, sau đó hút độc ra. À! Nam Mỹ kêu lên thành tiếng, Mộc Tâm Lan sững sờ, nhưng ngay sau đó Nam Mỹ mới hiểu ra Tần Lâm đang giúp cô hút độc ra ngoài. Tần Lâm phun ra mấy ngụm máu đen, sau đó nghiêm nghị nhìn vào bả vai Nam Mỹ rồi đâm vài mũi kim lên đó để chặn kinh mạch của cô, tránh chất độc tấn công lên tim. Anh là bác sĩ đông y à? Nam Mỹ nhìn Tần Lâm một cách khó tin. Trong lòng vô cùng kích động, anh lại vì cô mà hút máu độc ra ngoài, lẽ nào cô vẫn có cơ hội sống sót ư? Muốn sống thì đừng nói nữa, tĩnh tâm để tránh độc phát tán lên tim, đến lúc đó cho dù Hoa Đà có sống lại cũng không cứu nổi cô đâu. Tần Lâm lạnh lùng nói, sau đó nắm lấy đầu Thanh Hoa Linh tách ra làm hai rồi lấy óc của nó thoa lên vết thương trên tay cô. Sắc mặt Nam Mỹ liền trở nên ửng hồng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào đến vậy. Nhưng cô biết rằng mình đã hiểu nhầm Tần Lâm, anh muốn chữa trị cho cô chứ không phải xâm phạm cô. Thật đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Nam Mỹ cảm thấy vô cùng hối hận. Hơn nữa, Tần Lâm không tính toán mà còn giúp đỡ cô, nếu đổi lại là cô thì có lẽ cô đã không bình tĩnh được như thế, bị người ta chất vấn như vậy thì sẽ cảm thấy nản mà thôi. Kim bạc ép chất độc ra ngoài cơ thể, thoa thêm não của Thanh Hoa Linh, lát nữa cô sẽ khỏi ngay thôi. Tần Lâm điềm đạm nói, xin lỗi,
đều là lỗi của tôi, anh đừng để bụng. Nam Mỹ chưa bao giờ cẩn trọng như bây giờ, bởi vì cô đã trách lầm người tốt, còn xém chút nữa xem người ta là kẻ biến thái, thật là ngại chết đi được, người ta còn cứu cô một mạng, cô như vậy chẳng phải là đang lấy oán báo ân hay sao? Cô rất đẹp, nhưng tôi không có hứng thú. Lời nói của Tần Lâm liền khiến cho Nam Mỹ nổi giận, nhưng bản thân cô có tư cách gì để nổi điên với anh chứ? Cô không phải Dương Vân Kim, sẽ không nổi giận vô cớ, nhưng bản thân cô xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ lại không có chút sức hấp dẫn nào sao? Phụ nữ là một loài động vật vô cùng kỳ lạ, nếu như thích thì lại bảo người ta là vì sắc đẹp, còn nếu như không thích thì lại cảm thấy bản thân không đủ quyến rũ, vậy nên Tần Lâm vẫn nên chọn cách tránh xa thì hơn. Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn anh. Mặc dù Nam Mỹ cảm thấy xấu hổ, nhưng chuyện này có thể tha thứ được, dù gì bản thân cũng sắp chết rồi, đối mặt với việc bị Tần Lâm xé áo, đương nhiên sẽ không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Xin lỗi anh Tần, em tưởng. Mộc Tâm Lan cúi đầu, mặt đầy áy náy, lẽ ra cô nên tin tưởng anh Tần. Không sao, em cũng vì muốn tốt cho anh thôi, ha ha ha. Tần Lâm cười lắc đầu. Cứu tôi, Tần Lâm, mau cứu tôi, mau đến hút cho tôi. Dương Vân Kim như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, liền liều mạng hét lên. Cứu cô, tại sao tôi phải cứu cô? Chẳng phải cô không cho tôi động vào sao? Tần Lâm khẽ cười. Lời nói trong lúc tức giận mà anh cũng để tâm sao? Anh mau lên, nếu không hút ra thì tôi sẽ chết mất. Hu hu hu, Tần Lâm, anh có còn nhân tính nữa không? Dương Vân Kim nói một cách gấp gáp, nước mắt giàn giụa trên mặt lúc nào không hay. Anh Tần, tôi cầu xin anh, cứu Vân Kim đi, mặc dù miệng cô ấy chanh chua nhưng con người lại rất lương thiện, nếu như anh không cứu thì cô ấy sẽ chết ở đây mất. Nam Mỹ nước mắt lưng tròng nhìn Tần Lâm, trong lòng tràn đầy lo lắng, cô cùng lớn lên với Dương Vân Kim, nếu như cứ trơ mắt nhìn Dương Vân Kim chết thì cô sẽ ân hận cả đời mất. Coi như cô may mắn, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Tần Lâm nói, Dương Vân Kim vui đến ngây cả người. Thanh Hoa Linh cắn cô ở đâu? Tần Lâm hỏi. Trên bắp chân. Dương Vân Kim trả lời. Cởi giày ra. Dương Vân Kim sững một lúc, nhưng cô ta vẫn làm theo lời Tần Lâm, tháo giày ra. Anh mau hút độc cho tôi đi. Dương Vân Kim sốt ruột nói. Hút không được, lúc nãy cô có nói nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không dám động vào cô đâu. Tần Lâm thoáng cười. Anh. Dương Vân Kim muốn khóc nhưng không được. Không ngờ lúc này cô ta lại bị Tần Lâm đùa giỡn. Lỗi đều là do chúng tôi, anh Tần, anh mau cứu Vân Kim đi, rồi tôi sẽ đưa Sâm Vương cho anh, cầu xin anh đấy. Nam Mỹ vô cùng lo lắng, nước mắt rơi lã chã. Thả lỏng cơ thể. Tần Lâm nhấc giày của Dương Vân Kim lên, dùng giày vừa đánh vừa ép mạnh vào bắp chân Dương Vân Kim, làm cho cô ta đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tần Lâm dốc hết sức lực, Dương Vân Kim đau đến mức nghiến chặt răng. Mồ hôi đầm đìa, ánh mắt đầy uất ức, cô ta nhìn sang Nam Mỹ, cho rằng Tần Lâm đang cố tình lấy việc công báo thù riêng. Nhưng cho dù Tần Lâm có cố ý thì Dương Vân Kim cũng không dám nói gì, chỉ cần có thể sống sót thì như thế nào cũng được. Cuối cùng, Tần Lâm ép bắp chân của Dương Vân Kim đến mức sưng phồng cả lên, tất cả máu đen cũng đã bị đẩy ra ngoài. Tần Lâm hài lòng gật đầu. Không tồi, cũng dũng cảm đấy, cách này là tốt nhất rồi. Nhớ là sau này nếu bị rắn cắn nữa thì đừng hoảng đừng vội, chỉ cần lấy đế giày đánh ép như vậy là được, máu độc sẽ chảy ra ngoài. Dương Vân Kim cảm thấy nước mắt như trực trào ra, hai mắt sưng đỏ, chân gần như tê dại, cô ta bị Tần Lâm ép đến mức muốn chặt đứt tứ chi cho xong. Tần Lâm dùng dao găm rạch thân thể của Thanh Hoa Linh ra, sau đó lấy ra túi mật. Nào, cầm lấy. Tần Lâm ném cho Dương Vân Kim. Bắt tôi nuốt thứ này sao? Dương Vân Kim liền hỏi. Không phải nuốt, mà là cắn nát nó, sau đó đắp vào chỗ bị rắn cắn, ngày mai sẽ khỏi. Tần Lâm trả lời. Cái gì, đây là mật đấy. Dương Vân Kim như sắp phát điên. Đúng vậy, đây chính là mật, nếu không thì tôi kêu cô cắn làm gì. Để tôi, chẳng phải bóp nát là được rồi sao? Nam Mỹ trầm giọng nói, nếu để Dương Vân Kim cắn nát túi mật của Thanh Hoa Linh thì thật đáng sợ quá. Nghĩ thôi cũng khiến người ta nổi da gà. Các người căn bản không hiểu, túi mật này phải được hòa với nước bọt, nhất định phải là nước bọt của người bị rắn cắn mới có thể phát huy tác dụng, trong đông y người ta gọi là lấy độc trị độc. Tần Lâm nói một cách nghiêm nghị. Được,
để tôi nhai. Dương Vân Kim nghiến răng, muốn sống sót thì phải liều mình, có vào sống ra chết thì sao chứ? Chỉ cần có thể sống sót là được. Ngay khi Dương Vân Kim cắn mật rắn, một vị đắng tràn ra trong miệng cô ta, bắp chân đau đến tê dại, sưng tấy lên, lúc này trong đầu cô ta chỉ vang lên mấy tiếng ong ong. Quẹ! Nhớ là không được nôn, phải nhai trong một phút, sau khi hòa tan với nước bọt thì mới có hiệu quả, nhưng nếu nhai không kỹ, để lại di chứng thì tôi cũng không dám bảo đảm đâu đấy. Tần Lâm nói với vẻ thận trọng. Dương Vân Kim nghiến răng, không ngừng nhai mật, cái cảm giác đó còn khó chịu hơn cả chết, nó đắng đến mức khiến nước mắt Dương Vân Kim rơi không ngớt, còn đau hơn lúc nãy bị Tần Lâm ép vào bắp chân. Cái cảm giác đau đớn đó không thể diễn tả bằng lời được. Trong một phút này, Dương Vân Kim hầu như cảm nhận được cảm giác chết đi sống lại, sau khi nhai xong liền thoa vào miệng vết thương, hai mắt cô ta liền trở nên trắng dã. Rất tốt, nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta phải nhanh chóng lên đường rồi. Tần Lâm gật đầu nói. Nếu như không phải có một tia hy vọng thì Dương Kim Vân đã từ bỏ rồi, tên này chẳng phải là đang cố ý làm khó cô ta sao? Đúng rồi, chúng ta phải nhanh rời khỏi chỗ này mới được, hôm qua đã gặp phải gấu đen rồi, hôm nay lại đụng chúng Thanh Hoa Linh, ngày mai không biết sẽ còn phải gặp nguy hiểm như thế nào nữa. Nam Mỹ gật đầu đồng ý. Nhưng chân tôi... Dương Vân Kim cười khổ, cô ta hiện tại đang là gánh nặng, Nam Mỹ bị thương ở cánh tay, còn cô ta lại ở chân, trong rừng già như thế này lại càng thêm nguy hiểm. Không sao, chúng tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu, Vân Kim. Nam Mỹ đỡ Dương Vân Kim dậy rồi nói. Sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, cơ thể của Nam Mỹ và Dương Vân Kim cũng đã khôi phục kha khá, Nam Mỹ cảm thấy vô cùng cảm kích Tần Lâm, dù sao ở trong rừng băng như thế này, anh có thể cứu cô một mạng coi như cũng là có ân tình rồi. Cả bốn người nghỉ ngơi một lượt rồi cùng nhau tìm đường ra, quả thực tìm lối thoát trong lớp tuyết dày là chuyện hết sức khó khăn. Tuyết dày đã lấp kín đường đi, thợ săn cũng không thể vào núi, vậy nên mới nói lúc này bọn họ thực sự là đang chiến đấu với sự sống và cái chết. Tuyết phủ dày lấp đi con đường quay lại, không có biển báo trên đường mòn, nếu muốn ra ngoài thì cần phải cẩn thận hơn nữa. Anh Tần, vừa rồi anh bảo Dương Vân Kim nhai túi mật là thật sao? Trông cô ta có vẻ ghét anh đến mức muốn giết anh luôn rồi đấy. Mộc Tâm Lan nhẹ nhàng đi cạnh Tần Lâm, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là thật rồi, không cần nhai thì sao có thể chữa khỏi độc trên người cô ấy được chứ, nhưng nuốt cũng được, trong ngoài đều như nhau. Tần Lâm nhún vai. Mộc Tâm Lan ngớ ra, đôi mắt đẹp thoáng chớp, quả nhiên anh Tần cố ý, Dương Vân Kim này cũng thực sự quá đáng. Từ lúc lên núi đã tỏ ra không mấy thân thiện với anh Tần rồi, với lại được anh Tần cứu cũng coi như là may mắn với cô ta. Tần Lâm đi trước Nam Mỹ, không ngừng tìm đường ra, anh cố ý để lại dấu vết xung quanh để tránh việc đi nhầm hướng. Với sự nhạy bén của Tần Lâm và kinh nghiệm của Nam Mỹ thì ai nấy đều vô cùng có lòng tin, muốn rời khỏi chỗ này thì phải cẩn thận mới được. Hình như chúng ta đang đi một vòng thì phải. Mộc Tâm Lan bối rối nhìn bầu trời, bốn bề toàn là tuyết. Bước đi của bọn họ rất chậm, cho dù có gió thì bọn họ cũng đã để lại dấu vết, nhưng bọn họ cứ đi vòng vòng 2 tiếng đồng hồ, Mộc Tâm Lan có dự cảm không lành rằng bọn họ đã đi lại lại một chỗ. Không phải chứ, chúng ta đi lâu như vậy rồi, sao lại có thể vẫn ở chỗ cũ được chứ, dấu chân phía sau đâu có đâu. Dương Vân Kim nhíu mày, có chút không tin lời Mộc Tâm Lan. Cô ấy nói đúng, chúng ta đang đi vòng một chỗ. Mọi người hãy nhìn viên đá kia đi. Ký hiệu trên đó không còn, nhưng tôi nhớ mặt dưới của viên đá đó có một cái lỗ, tuyệt đối không sai được, nhưng bây giờ ký hiệu mất rồi, chúng ta đã quay trở lại vị trí ban đầu. Khuôn mặt dính đầy hoa tuyết của Nam Mỹ sa sầm xuống, cô ấy nói nhỏ, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chắc chắn bọn họ đã bị lạc, và bây giờ không thể tìm được đường quay lại, hơn nữa tất cả mọi nỗ lực đều đã đổ sông đổ bể. Dương Vân Kim không cam lòng nói. Nếu như bọn họ vẫn cứ đi lòng vòng tại chỗ thì chẳng phải đồng nghĩa với việc chết sao? Vậy thì tại sao dấu chân của chúng ta đều biến mất vậy? Mặc dù ở đây gió rất to nhưng không đến mức khiến cho dấu chân của chúng ta biến mất nhanh vậy chứ? Nam Mỹ cũng kinh hồn bạt vía, nếu cứ đi tiếp bọn họ có thể bị lạc đường, không tìm được đường ra, có thể thấy trước được chờ đợi họ là cái chết. Tôi không biết, lúc trước cũng chưa từng xuất hiện chuyện như thế này. Mộc Tâm Lan cẩn thận nói. Về lý mà nói thì không thể như vậy được, chẳng nhẽ chúng ta gặp phải quỷ đả tường sao?
Nam Mỹ và Dương Vân Kim mặt mày cùng lúc biến sắc, họ nhìn nhau, có điều trong lòng vẫn không dám tin. Gặp phải quỷ đả tường thì phiền lắm, nó là tiểu quỷ chặn đường, không cho bọn họ đi, nhưng đây là truyền thuyết, Nam Mỹ và Dương Vân Kim chưa từng gặp qua, nhiều năm như vậy, đều chỉ nghe từ miệng của người già, nghe đồn thổi mà thôi. Nếu như bọn họ thực sự gặp phải quỷ đả tường thì phiền lắm, thức ăn của bọn họ sắp hết rồi, nếu như tiếp tục ở đây thì chắc không còn sau này nữa. Thức ăn chỉ là một phần, nếu như bọn họ cứ lạc ở đây, cho dù có là thần tiên hạ phàm thì cũng không có cách giúp. Ánh mắt của Tần Lâm không ngừng quan sát động tĩnh xung quanh, dấu chân của bọn họ trên tuyết đều từ từ biến mất, ký hiệu mà bọn họ để lại cũng không lưu lại được, thực sự kỳ quặc, hơn nữa đi lâu như vậy rồi mà vẫn loanh quanh ở chỗ cũ. Quỷ đả tường. Thực sự là quỷ đả tường sao? Tần Lâm có hơi không tin, nhưng bọn họ thực sự bị lạc ở đây, kỳ quặc quá, cũng không nói ra được là tại sao. Trong lòng Tần Lâm lo lắng bất an, cảm giác của anh vẫn không biến mất, dường như có người theo đuôi, hơn nữa vẫn luôn ở đây, cứ như âm hồn bất tán. Tần Lâm thử bộ cảm biến trong tay, đây là thứ mà Phương hồi cho anh, để phòng khi anh cần, nhưng bộ cảm biến này vẫn không có tín hiệu. Trong nơi núi cao rừng sâu tách biệt với thế giới này, ngay cả tín hiệu cũng không có. Dương Vân Kim lảo đảo vứt cây gậy trong tay đi, mông ngồi bệt xuống mặt đất đầy tuyết, dựa vào cây cổ thụ, ngủ thiếp đi. Không được, tôi mệt chết rồi, không đi nổi nữa, tôi phải nghỉ. Mộc Tâm Lan nói, nhưng nói như vậy cô ấy cũng hơi sợ hãi. Hay là chúng ta nghỉ một lát, anh Tần, đi lâu thế này mà không tìm được đường ra, chắc chúng ta nhầm ở đâu rồi. Quỷ đả tường đều là chuyện lừa người, đừng coi nó là thật. Tần Lâm gật đầu cũng ngồi xuống, định nghỉ ngơi một lúc, anh thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa tối qua không ngủ, anh cũng thiếp đi. Tần Lâm nằm mơ, bản thân rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt mà chết, anh giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra Nam Mỹ đang ở trước mặt anh, tay cầm chiếc hòm đựng sâm vương, đưa cho Tần Lâm. Anh Tần, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi không có gì để báo đáp. Chỉ có thể tặng sâm vương này cho anh. Tần Lâm gật đầu, cầm lấy sâm vương. Cái này, không hay đâu, cô yên tâm, tôi sẽ đưa đầy đủ tiền cho bọn cô, cảm ơn cô. Mà lúc này, Dương Vân Kim bỗng nhiên ngồi dậy, cướp lấy sâm vương, tức giận trừng mắt nhìn Nam Mỹ. Cô có quyền gì mà đưa đồ cho người khác, anh ta cứu mạng chúng ta là thật nhưng không đáng 10 triệu, tiền trao cháo múc, cái này cô không hiểu à? Chúng ta nếu không vì sâm vương này thì sao có thể gặp nguy hiểm nơi rừng sâu núi cao này? Nếu cô không cần thì tôi cần, cô giả bộ tốt bụng làm gì? Cô nghĩ mình là người tốt, tôi là con ngu à? Đúng không, cô hay lắm tôi nhịn cô lâu lắm rồi, cô là bạn thân kiểu gì thế? Dựa vào đâu mà người trong thôn đều thích cô, dựa vào đâu không thích tôi? Dương Vân Kim từng bước ép sát, đẩy Nam Mỹ lùi từng bước một, nghiêm giọng quát. Nam Mỹ cũng bất lực. Cười gượng, không nói tiếng nào. Sau đó, Dương Vân Kim liền đẩy cổ lực Nam Mỹ vào trong vực sâu. Phía trước là sườn núi, cao tầm 100 mét, toàn là vách đá, dốc đứng kinh người. Cổ lực Nam Mỹ kêu một tiếng thật thanh, ngã vào vực sâu. Cẩn thận! Mặt Tần Lâm biến sắc, kéo lấy cổ lực Nam Mỹ, nhưng bọn họ đều bị rơi vào vực sâu, tuyết xung quanh không ngừng rơi xuống đập vào đầu Tần Lâm và cổ lực Nam Mỹ. Trái tim Tần Lâm rung lên, một tay tóm chặt lấy hòn đá ở vách đá, một tay khác tóm lấy cổ lực Nam Mỹ. Đừng thả tay, cầu xin anh đừng thả tay, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Tiếng khẩn khoản cầu cứu của cổ lực Nam Mỹ không ngừng quanh quẩn trong đầu anh, hòn đá mà một tay Tần Lâm tóm lấy đã bắt đầu rơi ra những mảnh vụn, không biết lúc nào sẽ rơi xuống vách núi, đến lúc đó hai người sẽ chết ngay tại chỗ. Nắm lấy. Tần Lâm trầm giọng nói, có điều lúc này. Viên ngọc cổ trên cổ anh bỗng lóe lên ánh sáng màu đỏ, Tần Lâm không kìm được mà cảm thấy chấn động, quay đầu nhìn lại, tròng mắt co rút lại trong nháy mắt, tập trung vào tay anh. Cái anh nắm chặt lấy không phải là cổ lực Nam Mỹ mà là áo bông của mình, nhưng dưới chân vẫn là vực sâu 100 mét, từng quả cầu tuyết không ngừng lăn xuống, theo đó là những hòn đá vụn, lòng anh dâng lên một nỗi hoảng sợ. Mặc dù nếu anh có rơi xuống từ độ cao 100 mét này thì cũng chưa chắc đã chết nhưng chắc chắn sẽ trọng thương. Thực lực của bản thân chưa được lợi hại như sư phụ, căn bản không thể nào bình yên vô sự được. Là ảo giác. Tần Lâm cảm thấy hết sức phức tạp, tại sao lại bị như vậy? Chẳng nhẽ gặp quỷ đả tường thật sao? Anh Tần,
mau lên đây đi. Anh Tần cẩn thận. Tần Lâm nhìn lên, đám người Mộc Tâm Lan đang lo lắng nhìn anh. Tần Lâm đạp một phát, tay kia dùng sức để leo lên trên. Mộc Tâm Lan mặt đầy lo lắng, nếu như Tần Lâm vừa nãy thực sự bị rơi xuống thì cô đau lòng chết mất, hơn nữa có khả năng bọn họ sẽ lạc ở đây, không bao giờ ra được. Anh Tần, anh dọa em sợ chết rồi. Cổ Lực Nam Mỹ kinh ngạc, cả người căng thẳng, cảm thấy trạng thái vừa rồi của Tần Lâm bất thường, chẳng nhẽ quỷ đả tường trong truyền thuyết là có thật sao? Vừa nãy tại sao anh đột nhiên nhảy xuống vách núi vậy? Tần Lâm là người đàn ông duy nhất trong số bọn họ, thân thủ nhạy bén, rõ ràng mạnh hơn những thợ săn lão luyện như bọn họ. Không có Tần Lâm, Cổ Lực Nam Mỹ thực sự không biết mình có đi ra được khỏi nơi này hay không, hy vọng của bọn họ sẽ trở nên rất mong manh. Tần Lâm xoa đầu, sắc mặt không tốt, nhẹ nhàng xoa miếng ngọc thô khiến tinh thần bản thân ổn định mà sư phụ cho, anh như nhớ ra chuyện gì. Tôi thấy Dương Vân Kim từng bước ép cô lại, đẩy cô xuống vách núi đá, nên mới chạy tới cứu cô. Sao có thể thế được? Tôi sao có thể đẩy Nam Mỹ xuống được? Anh đừng có nói vớ nói vẩn, đừng có ly gián người khác. Dương Vân Kim tức giận nhìn Tần Lâm, mặc dù Tần Lâm cứu bọn họ nhưng chuyện anh làm với cô ta, Dương Vân Kim cả đời không quên được, bị Thanh Hoa Linh cắn không khiến cô ta bị độc chết, nhưng thủ đoạn của Tần Lâm suýt nữa tiễn cô ta lên đường. Cổ Lực Nam Mỹ và Mộc Tâm Lan nhìn nhau, bọn họ kinh ngạc và hoài nghi, thậm chí còn cảm thấy một nỗi bàng hoàng bất an không muốn nói ra. Quỷ đả tường. Hành động vừa rồi của Tần Lâm khiến cho các cô không biết giải thích thế nào, nếu thật sự gặp phải quỷ đả tường thì có thể dễ hiểu rồi. Nhưng chẳng nhẽ có quỷ đả tường thật sao? Tần Lâm đột nhiên mở hai mắt, khi quay đầu, nhìn thấy một cái bóng màu vàng, đang vội vàng xông vào rừng rậm. Chẳng nhẽ, là nó. Tần Lâm đoán thầm trong lòng, liệu có phải là con hoàng bì tử mà lúc trước nhìn thấy ở nhà Mộc Tâm Lan không? Hơn nữa hoàng bì tử thù dai nhớ lâu, lúc trước anh dùng đá đánh nó, chẳng nhẽ là hoàng bì tử sao? Tốc độ nó chạy nhanh thật, hơn nữa ở trong rừng sâu, rất khó tìm được nó. Không có cách nào giải thích được về quỷ đả tường, Tần Lâm xuất hiện ảo giác cũng không giải thích được. Nhưng Tần Lâm nhìn thấy con hoàng bì tử, điều này khiến anh nghi ngờ, chẳng nhẽ người vẫn luôn đi theo bọn anh là hoàng bì tử sao? Tôi không sao. Tần Lâm lắc đầu, anh không muốn để bọn Mộc Tâm Lan lo lắng, vậy nên không nói cho bọn họ biết, có điều muốn biết có thật là bọn họ bị hoàng bì tử nhằm vào không thì phải ép nó xuất hiện. Nó muốn anh chết nên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Lâm biết nước tiểu của hoàng bì tử có thể khiến bọn họ xuất hiện ảo giác, hơn nữa cũng là dược liệu rất quý, nếu như hoàng bì tử tác oai tác quái, bọn họ vẫn cứ lòng vòng ở chỗ cũ, nhất định có liên quan đến nó. Ký hiệu và dấu chân đều bị xóa đi, lúc này, bọn họ mới bị mất phương hướng ban đầu. Cổ Lực Nam Mỹ cười xinh đẹp, có điều Tần Lâm không sao, không rơi xuống vực sâu, cũng chỉ được coi là khiến người ta sợ thót tim thôi. Anh đừng dọa tôi. Chúng tôi đều phải dựa vào anh mới ra được khỏi đây đấy. Yên tâm, tôi không dễ chết như vậy. Có điều mọi người nghỉ ngơi trước đi, tôi quan sát xung quanh một lúc. Tần Lâm an ủi bọn Mộc Tâm Lan, bắt đầu đi xung quanh quan sát. Tần Lâm muốn tìm dấu vết của hoàng bì tử, còn có nước tiểu của nó. Nếu như thật sự là hoàng bì tử thì cho dù là ảo giác của bản thân hay là quỷ đả tường thì đều dễ dàng giải quyết. Tìm bốn phía, Tần Lâm quả nhiên tìm được mấy dấu chân nhỏ. Hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng, còn có hai chỗ gần giống như nước tiểu. Anh có thể chắc chắn, con hoàng bì tử này là nguyên nhân khiến bọn họ cảm thấy có quỷ đả tường. Tần Lâm từng bước tiến về vách đá bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn, khi sắp rơi xuống vách đá, anh lật cổ tay tóm lấy vách đá, bám ở vách đá. Cùng lúc đó có một hòn đá lớn đang lăn xuống. Tần Lâm hét thảm một tiếng, hòn đá lớn cứ vậy mà rơi xuống. Cứu mạng! Bộp! Một tiếng cực lớn vang lên, đập vào vách núi cao trăm mét, đám Mộc Tâm Lan có thể nghe thấy rõ ràng. Tần Lâm, sao anh lại đi rơi xuống nữa vậy? Sắc mặt Dương Vân Kim trầm xuống, mặc dù cô ta không thích Tần Lâm, nhưng cô ta không thể phủ nhận, không có Tần Lâm, ba cô gái bọn họ cũng khó có thể đi tiếp được. Nam Mỹ mang theo hai gánh nặng, nếu như thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng Nam Mỹ sẽ vứt bỏ cô ta. Mộc Tâm Lan tái mét mặt, sau âm thanh to đùng lúc nãy? Tim cô ấy cũng nhảy vọt lên. Bọn họ đều chạy đến vách núi, có điều không có dấu vết của Tần Lâm, dưới vách núi cao trăm mét chỉ thấy một hố tuyết, chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của Tần Lâm, chắc bị xương tan thịt nát rồi.
Anh Tần. Dương Vân Kim nhìn xung quanh ngoại trừ tuyết trắng và rừng cây thì chẳng có gì, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn đầy sự hoảng loạn. Tần Lâm mà chết thì bọn họ cũng rơi vào nguy hiểm. Nhất định là quỷ đả tường. Có quỷ, ở đây nhất định có quỷ. Dương Vân Kim suýt nữa sợ phát khóc, bởi vì bây giờ cô ta chỉ là một tên què, căn bản không thể nào đi được bao xa nữa. Nếu như lúc trước Tần Lâm không ép độc từ chân cô ta mạnh như vậy thì chắc cô ta vẫn đi tiếp được. Nhưng bây giờ độc tính mặc dù được loại bỏ nhưng bắp chân cô ta vẫn sưng như cũ, chắc 3 đến 5 ngày nữa không hết sưng được. Cổ Lực Nam Mỹ buồn khổ nói, bây giờ Dương Vân Kim có vẻ như đã hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì cô ta sợ bản thân chết ở đây. Vân Kim, cô đừng như vậy, đâu ra quỷ chứ, chúng ta chỉ bị lạc đường thôi. Dương Vân Kim hét lớn, lắc đầu mình, quay đi quay lại, có vẻ như sắp điên rồi. Không phải, cô đừng lừa tôi, nhất định có quỷ đả tường. Có quỷ đả tường, quỷ, có quỷ. Cổ Lực Nam Mỹ sốt ruột nói, bây giờ nhà dột mà còn gặp mưa đêm. Tần Lâm có thể lại bị ảo giác, sau đó rơi xuống vách đá, mà tình cảnh của bọn họ cũng thập tử nhất sinh. Vân Kim, Vân Kim, cô bình tĩnh đi. Mộc Tâm Lan lầm bầm nói, nước mắt đong đầy hốc mắt, ánh mặt bi thương đem theo cả nỗi tuyệt vọng. Anh Tần là hy vọng của cô, là tấm gương của cô. Nhưng giờ đây anh Tần lại té chết dưới vách núi. Anh Tần, sao có thể vậy, anh không thể bỏ em lại một mình. Đúng lúc này, một con hoàng bì tử rón rén, thận trọng từ hòn đá ở phía xa chạy tới. Nó cách bọn họ khá xa. Sau đó nhìn xuống dưới. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn vươn lên từ vách núi, tóm lấy cổ con hoàng bì tử. Áo, áo áo áo. Hoàng bì tử không ngừng gào thét, bị Tần Lâm bóp chặt cổ, dương nanh múa vuốt, muốn thoát khỏi bàn tay của Tần Lâm nhưng sức lực của anh rất lớn, hoàng bì tử không thể nào thoát được. Tần Lâm đạp vào vách đá để nhảy lên, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào con hoàng bì tử, quả nhiên là nó. Đúng là nó. Đúng là ánh mắt này. Ở trước ngực nó còn có vết thương do anh dùng đá đánh. Áo áo áo. Hoàng bì tử giãy giụa, thu hút sự chú ý của bọn Mộc Tâm Lan. Ba cô gái quay đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng. Tần Lâm chưa chết. Anh giả chết sao? Anh sống lại rồi sao? Mộc Tâm Lan chạy đến, vui mừng phát khóc. Anh Tần chưa chết, anh vẫn luôn ở bên mình. Nhưng tại sao anh lại cố ý giả chết? Anh Tần. Cổ Lực Nam Mỹ giật mình. Khó tin nhìn Tần Lâm. Đây là Hoàng Bì Tử. Ở khu Đông Bắc này, Hồ Hoàng Nhị Tiên là sự tồn tại lợi hại nhất, có thể tương đương với thần tiên, không người nào dám dây vào thứ này, bởi vì nó vô cùng thần bí, hơn nữa một khi bị nó quấn lấy thì thực sự tệ. Tần Lâm lạnh lùng nói. Chính là vì nó nên chúng ta mới đi lòng vòng tại chỗ, vì nó mà mới bị ảo giác. Nếu như không bắt được nó thì chúng ta mãi mãi không ra khỏi được chỗ này. Con hoàng bì tử này vẫn không ngừng giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì, căn bản không thoát được trói buộc của Tần Lâm, tay anh không khác gì chiếc kìm sắt cả, khiến cho nó dùng hết sức bình sinh mà chẳng hề có tác dụng. Con động vật xương mềm này vô cùng mềm dẻo, nhưng trong tay Tần Lâm thì hết đường chạy trốn. Hoàng bì tử, anh dám bắt hoàng đại tiên sao? Anh muốn chết à? Dương Vân Kim tức giận giống anh, hoàng đại tiên trong mắt cô là thần thánh. Hơn nữa còn là thần thánh mà người đi núi bọn họ phải kính nể tránh xa, nhưng lại bị Tần Lâm tóm trong tay, thoi thóp hơi tàn. Tần Lâm lạnh lùng nói. Hoàng Đại Tiên, nếu như không vì con Hoàng Đại Tiên này thì chúng ta đã đi ra khỏi đây từ lâu rồi, Hoàng Đại Tiên của cô suýt nữa hại chết chúng ta đấy. Nước tiểu của Hoàng Bì Tử có tác dụng gây ảo giác với con người, có thể khiến con người gặp ảo giác, hơn nữa nó vẫn luôn ở sau lưng chúng ta giả thần giả quỷ. Xóa dấu chân và ký hiệu mới khiến chúng ta cứ đi lòng vòng ở đây, không đi ra khỏi được chỗ này. Hóa ra là vậy. Cổ Lực Nam Mỹ hiểu ra, ánh mắt đầy sự phức tạp, đúng như Dương Vân Kim nói, bọn họ kính nể Hoàng Đại Tiên, trong thôn bọn họ, thậm chí cả khu vực Đông Bắc đều kính sợ Hồ Ly và Hoàng Bì Tử, đắc tội Hoàng Bì Tử nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng bây giờ liên quan đến tính mạng, sinh tử trước mắt, bọn họ nhất định không thể từ bỏ ý đồ được. Tôi nhớ ra rồi. Còn hoàng bì tử này là con ở cạnh đống củi nhà tôi lúc trước. Mộc Tâm Lan hít một hơi lạnh, không ngờ hoàng bì tử lại thù dai như vậy, hơn nữa vẫn luôn theo đến đây, đúng là khó tin. Mộc Tâm Lan nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói. Con vật này đúng là độc ác, suýt nữa hại chết chúng ta.
Ánh mắt của Tần Lâm lóe lên tia lạnh lẽo, anh hung ác bóp mạnh cổ Hoàng Bì Tử, dù nó có giãy giụa thế nào thì cũng không tránh được chưởng này của Tần Lâm. Vậy nên, nó nhất định phải chết, nó không chết, chúng ta không đi ra được. Dương Vân Kim phức tạp nhìn Tần Lâm, Hoàng Đại Tiên trong tim cô ta là thần thánh không thể xâm phạm. Tàn nhẫn quá, anh tàn nhẫn quá, Hoàng Đại Tiên nhất định sẽ không tha cho anh. Tần Lâm cười khẩy, nhưng không để ý Dương Vân Kim, giết con Hoàng Bì Tử này bọn họ mới tìm được đường ra. Hồ đồ ngu xuẩn, Cổ Lực Nam Mỹ nói. Mau đi thôi, nếu không tí nữa trời tối đấy. Đi. Tần Lâm gật đầu, bốn người lại lên đường, tìm đường ra. Khi nhìn thấy hoàng hôn chập tối, sắc trời dần tối lại, bọn họ đã đi được mấy tiếng rồi, cuối cùng cũng dừng lại ở khe núi. Chân Dương Vân Kim tê dại rồi, đau muốn gãy lìa, tất cả là tại Tần Lâm, nếu không tại anh thì mình cũng không đen đủi thế này. Chúng ta rốt cuộc phải đi đến lúc nào đây, tôi sắp không đi được nữa rồi Nam Mỹ. Dù sao trong lòng cô ta, tất cả lỗi lầm đều là do Tần Lâm. Không xa nữa. Cổ Lực Nam Mỹ nhìn bốn phía, kinh ngạc nói. Đây không phải là nơi lúc nhỏ chúng ta hay đến chơi sao Vân Kim, cô xem nè. Lời Cổ Lực Nam Mỹ khiến Dương Vân Kim ngồi phát dậy, tỉ mỉ quan sát bốn phía, mắt híp lại, nhìn chăm chăm. Dương Vân Kim vui muốn chết, ánh mắt nồng cháy, hy vọng sống lại được nhen nhóm trong trái tim bọn họ. Đây đây đây, đúng là chỗ đó, chúng ta đi ra rồi, chúng ta thực sự đi ra rồi. Mộc Tâm Lan nhảy cẫng lên, nhảy vào lòng Tần Lâm, lúc này, Dương Vân Kim và Cổ Lực Nam Mỹ nhìn hai người bọn họ, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh Tần, chúng ta được cứu rồi. Cổ Lực Nam Mỹ bĩu môi cười nói. Đủ rồi, mặc dù bây giờ tôi rất đói, nhưng tôi vẫn không muốn ăn cẩu lương đâu. Mộc Tâm Lan hơi đỏ mặt, vội vàng xuống khỏi người Tần Lâm, mặt đầy ngượng ngùng. Mộc Tâm Lan chuyển chủ đề. Nếu đã tìm được đường ra rồi thì chúng ta mau đi thôi. Đi sớm chút để đỡ chịu tội ở cái nơi ma quỷ này. Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là rời khỏi nơi này, mặc dù bọn họ đã tìm được đường ra, nhưng bây giờ đâu đâu cũng là băng tuyết, cũng không có thức ăn, bọn họ ở đây thêm khắc nào là nguy hiểm thêm khắc ấy. Tần Lâm nhíu mày, nói nhỏ. Cẩn thận, có người. Lúc này một đoàn hơn 10 người xuất hiện ở phía trước bọn họ, tất cả đều được trang bị vũ trang. Quần áo đồng loạt màu xanh quân đội, trang bị dày cộp, ở trong rừng già, trông vô cùng cảnh giác. Thực sự có người. Cổ Lực Nam Mỹ kinh ngạc nhìn Tần Lâm, người đàn ông này lợi hại quá, không thể không nói, bản thân trước giờ không phục ai, kể cả đàn ông trong thôn cũng không ai là đối thủ của cô ấy, nhưng sau chuyện này cô ấy bắt đầu nhìn Tần Lâm bằng con mắt khác. Mộc Tâm Lan nói nhỏ, lúc nào cũng phải đề phòng. Huống hồ ở trong rừng già băng tuyết thế này lại cùng lúc xuất hiện nhiều người như thế thực sự khiến người ta đề phòng. Bọn họ là ai, anh Tần, họ có gây bất lợi cho chúng ta không? Cứ xem đã rồi nói tiếp. Tần Lâm nói, hơn 10 người kia cũng phải hiện ra dấu chân của bọn Tần Lâm, vội vàng đuổi đến. Một người đàn ông ngoại quốc cao to lực lưỡng, dùng thứ tiếng Trung tồi tệ, mỉm cười nói. Xin chào, chúng tôi là đội khảo sát nước ngoài. Trong thôn nghe nói có người đào được sâm vương trăm năm nên đến mua. Trong số mấy người có ai quen cô Dương Vân Kim không? Cổ Lực Nam Mỹ nhíu mày. Đội khảo sát nước ngoài đến núi Trường Bạch của chúng tôi khảo sát cái gì? Có điều nghe thấy là mua sâm vương, Dương Vân Kim lại vui mừng, ánh mắt sáng bừng lên. Là tôi là Dương Vân Kim, người mấy người cần tìm là tôi. Dương Vân Kim gật đầu, khập khiễng đi ra từ phía sau, vui mừng vô cùng. Scott tươi cười, xông đến chỗ Dương Vân Kim. Xin chào cô Dương Vân Kim, tôi tên là Scott, đây là bạn đồng hành của tôi muốn mua sâm vương của cô, không biết cô muốn bán với giá bao nhiêu tiền. Dương Vân Kim nói, mấy người thực sự muốn mua sâm vương sao, nhưng sâm vương của tôi bán cho người khác với giá 10 triệu rồi, nếu mấy người thực sự muốn mua thì tôi sẽ bán nó với giá 20 triệu cho mấy người. Chúng tôi nhất định sẽ tôn trọng bạn bè nước ngoài, hi hi hi. Giá của nó là 20 triệu, mua hay không tùy mấy người. Mộc Tâm Lan cảm thấy khó chịu thay anh Tần, Dương Vân Kim này thực sự không biết xấu hổ, bây giờ hoàn toàn tỏ vẻ không quan tâm, mà muốn ra giá với anh Tần, cô ta cảm thấy 10 triệu là quá thiệt. Dương Vân Kim, cô không biết xấu hổ à? Cô đã đồng ý bán cho anh Tần rồi, sao lại lên giá như vậy?
đây chẳng phải không biết giữ chữ tín sao? Hơn nữa nếu như không có anh Tần thì cô có ra được khỏi đây không hay là chết trong rừng nguyên sinh lâu rồi. Cổ Lực Nam Mỹ cũng khó chịu, nhìn Dương Vân Kim nói. Vân Kim, chúng ta đã đồng ý bán cho anh Tần rồi, cô không thể lật lọng như vậy. Dương Vân Kim đáp. Tôi thấy bây giờ cô bắt đầu giúp người ngoài phải không? Tiếng nào tiếng nấy anh Tần, gọi thân mật thế, còn là bạn thân của tôi nữa không, tôi là bạn thân của cô đấy. Cô chẳng nhẽ không muốn bán được nhiều tiền sao? Chẳng nhẽ muốn làm công cho người khác sao? Đừng có hơi tí lại nói anh ta cứu chúng ta. Nếu không vì anh ta, chúng ta có bị lạc ở trong rừng không? Không vì anh ta, tôi có bị thương nghiêm trọng vậy không? Tôi nghĩ anh ta cố ý, lấy việc công báo thù tư. Hơn nữa, bây giờ tôi ra ngoài rồi, anh ta còn làm được gì nữa? Chẳng nhẽ ăn thịt tôi à? Tôi đang vì quyền lợi của chúng ta đấy, 20 triệu là 20 triệu, chẳng nhẽ cô không muốn à? Tôi không tin cô kiên định như vậy, dù sao tôi cũng chỉ cần đưa cho cô 5 triệu, phần còn lại cô không cần quan tâm. Dương Vân Kim nghiêm túc, không hề quan tâm đến Tần Lâm, lúc trước Tần Lâm cứu cô ta, cô chẳng thèm để ý đến nữa. Thậm chí trong lòng Dương Vân Kim, Tần Lâm đạp cô ta một cái là do anh cố ý, căn bản không cần như vậy. Mộc Tâm Lan tức đến mức mặt tái xanh. Cô đúng là không biết lý lẽ, không biết xấu hổ. Anh Tần cứu cô không biết ơn thì thôi, còn qua cầu rút ván. Tần Lâm lúc này vẫn bình tĩnh, ung dung, nhìn thấy người của đội khảo sát nước ngoài, ánh mắt hơi phức tạp. Những người kia trông có vẻ là người luyện võ chứ không phải đội khảo sát bình thường. Dương Vân Kim cười ha ha nói. Tôi qua cầu rút ván. Cô đừng có nghĩ mình cao đẹp lắm sao, hai người chẳng phải muốn mua sâm vương sao. Không có cửa đâu, còn lâu tôi mới để mấy người chiếm lời, tôi vào sinh ra tử để làm gì. Chẳng phải là để kiếm tiền sao, mấy người cũng là loại có tiền có thế lực mà, sâm vương 20 triệu cũng đâu đắt quá, mấy người đưa 20 triệu thì tôi sẽ bán cho mấy người. Scott cười ha ha nói, nụ cười của anh ta như giấu dao bên trong. Đúng vậy. Cái này đúng là tùy mấy người. Giá 20 triệu này tôi thấy rất hợp lý, được đó, sâm vương trăm năm nhất định đáng cái giá này. Cổ Lực Nam Mỹ lạnh lùng nói, cô ấy vốn cũng vì tiền, nhưng sau khi đồng sinh cộng tử, tình bạn của bọn họ tốt đẹp hơn nhiều, vậy nên hiện nay Dương Vân Kim đẩy giá như này thực sự quá đáng. Cho dù là bản thân thì cũng phải đứng ra nói lý lẽ. Chúng mình cũng đồng ý với người ta rồi, giờ lại bán cho người khác. Chẳng phải là trở thành kẻ thất tín bội nghĩa sao? Vân Kim, chúng ta không được thấy lợi quên nghĩa, anh Tần cứu chúng ta, cho dù không tính là ân tình thì chúng ta cũng không được vong ân bội nghĩa, cô đừng có quá đáng như thế. Dương Vân Kim cười khẩy, khinh bỉ nhìn Cổ Lực Nam Mỹ. Sao cô cứ giả bộ thanh cao thế nhỉ, cô thích giả vờ nhưng tôi thì không. Dương Vân Kim tôi là người thực tế, là người phàm, tôi thích tiền, có thể bán được với giá 20 triệu. Sao tôi lại bán nó với giá 10 triệu chứ? Đó chẳng phải bị ngu sao? Mấy người đừng có tự cho mình là đúng nữa, cô còn muốn tặng sâm vương cho người ta à? Cô bị ngu à? Tôi thấy cô bị người đàn ông ấy mê hoặc mất rồi, bị điên luôn rồi. Cô thích anh ta phải không? Muốn tặng sâm vương cho anh ta, sau đó hai người có thể ở bên nhau chứ gì? Ha 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 ha, mấy người tính toán kỹ càng thật. Cổ Lực Nam Mỹ lộ vẻ giận dữ. Cô ấy không ngờ người bạn bao năm lại có thể nói ra được lời này, thực sự đáng thất vọng, hơn nữa đúng là tổn thương sâu sắc. Vân Kim, với tình chị em bao năm của chúng ta mà cô có thể nói ra câu ấy à, tôi thất vọng về cô quá, chẳng nhẽ tình chị em của chúng ta không đáng đồng nào sao? Cô đừng nói mấy lời làm tổn thương đến người khác như vậy, được không? Anh Tần chỉ là vì muốn tốt cho chúng ta nên mới ra giá đó, chẳng nhẽ cô không thấy à? Cô làm như vậy là đang đạp lên lòng tốt của người khác. Dương Vân Kim cười khẩy, cô ta đã ra quyết định từ lâu rồi, cô ta sẽ bán cho đội khảo sát nước ngoài kia. Bọn họ ra giá cao, cũng khiến người khác dễ chịu. Có một khoản tiền 20 triệu thì làm gì mà chẳng được. Hà tất phải trốn đông trốn tây trong rừng nguyên sinh, sống cuộc sống không thấy ngày mai chứ. Đừng có ở đây làm bộ làm tịch, bị tôi nói trúng rồi chứ gì. Cô còn muốn thế nào? Chẳng nhẽ muốn tôi đưa sâm vương cho anh ta chắc, mơ đi, nằm mơ cũng không có chuyện ấy đâu, ha ha ha. Nam Mỹ, thôi đi, cô đừng ở đây diễn kịch kêu khổ nữa, chị em với nhau, cô yên tâm, tôi không để cô bị thiệt đâu. Nhưng hôm nay bán sâm vương, tôi mới là người quyết định,
ai lại không thích tiền chứ? Người thường đến chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, cô ấy chỉ là muốn cuộc sống về sau tốt hơn, mà muốn có được cuộc sống tốt hơn thì cần có tiền mới thực hiện được. Scott giơ ngón cái với Dương Vân Kim, mặt đầy vẻ khen ngợi. Đây mới là gốc rễ của lòng người, không hổ là nữ trung hào kiệt. Tôi đã sớm nghe về con gái vùng Đông Bắc, vô cùng hào sảng, hôm nay được gặp, đúng là danh bất hư truyền. Scott tôi cũng chịu thua, tiền bạc không thành vấn đề, tôi có thể trả được 20 triệu này. Quá khen rồi, có thể bán cho bạn bè quốc tế, tôi cũng vui, hơn nữa còn được nhiều hơn 10 triệu thì còn gì bằng. Ha ha ha, tôi còn phải cảm ơn mấy người đã tâng bốc đó. Dương Vân Kim cười như hoa nở, từ nay về sau, cô ta sẽ được sống cuộc sống giàu sang phú quý, có thể tưởng tượng được cuộc sống ngồi máy bay lái du thuyền sau này rồi, ngủ đến khi tự tỉnh, đếm tiền đến khi mỏi tay, những nguyện vọng này sắp trở thành sự thật rồi. Scott cười nói, lạnh lùng nhìn đám Tần Lâm. Đây là món bảo vật quý giá, hơn nữa còn là sâm vương tươi, giá 10 triệu đúng là không đáng, nếu như 10 triệu một cây thì có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Anh kia rõ ràng là đang muốn chiếm lợi của cô rồi. Dương Vân Kim vui vẻ, sắp trở thành phú bà bạc tỷ rồi. Đúng đúng đúng, nghĩ tôi ngu à, tôi giống con ngu lắm sao? Tôi thông minh lắm đó. Chị em với nhau, cô yên tâm đi Nam Mỹ, tôi sẽ đưa cô 5 triệu, không thiếu đồng nào, có điều tôi phải lấy 15 triệu, ha 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 ha. Tần Lâm nhìn Dương Vân Kim cười nhạt nói. Cô có chắc cứ phải bán cho bọn họ không? Giá 10 triệu là tốt lắm rồi, cô đang đào hố chôn mình đấy. Dương Vân Kim không kìm được mà khịt mũi coi thường Tần Lâm, muốn chiếm lợi của bà à. Không có cửa đâu. Anh nghĩ tôi ngu à, tôi không ngu, sâm vương trăm năm, bán 10 triệu thì đúng là lỗ, tôi không muốn lỗ nữa, anh cứu tôi là vì anh mới gặp nguy hiểm, chúng ta hòa. Anh không cảm thấy có gánh nặng trong lòng, anh không có được sâm vương này đâu. Tôi cũng hỏi anh rồi, 20 triệu anh có chịu không? Đừng nói tôi không cho anh cơ hội đấy. Scott cười nói. Cô Dương, tôi muốn kiểm tra trước. Dương Vân Kim gật đầu, buông chiếc hộp sau lưng mình xuống. Đương nhiên rồi. Dương Vân Kim mở chiếc hộp ra, một cây sâm vương trăm năm xuất hiện trong bùn đất, vô cùng đẹp, rễ dài hơn 1 mét, vừa dài vừa gầy, là nhân sâm rừng thực sự. Cảm giác thanh khiết xông thẳng vào mũi. Sâm vương trăm năm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt non nước trong trăm năm mới có thể mọc được thành một cây như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.